Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. chương 811, không thử sao biết. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó cười nói, vãn bối nhận được bài học rồi. Nói xong, hắn cúi chào thần hoàng, tiền bối, tạm biệt. Sau đó, hắn xoay người rời đi. Đi rất dứt khoát. Mà lúc này, thần hoàng đột nhiên cất lời, đợi đã. Diệp Huyên dừng bước, xoay người nhìn thần hoàng, ông ta cười nói, Hình như ngươi không hề thất vọng chút nào." Diệp Huyên lắc đầu, không có gì phải thất vọng cả. Thần Hoàng cười hỏi, "Vì sao?" Diệp Huyên nói, "Ta rất mong có được truyền thừa của tiền bối, nhưng không phải nhất định phải có. Chỉ một câu thôi, ta đã cố gắng hết sức rồi, nếu có được là ta may mắn, nếu không có được thì cũng không có gì đáng nói, ta đã cố gắng hết sức, ta không thấy tiếc nuối." Nghe Diệp Huyên nói vậy, trong mắt thần hoàng lóe lên vẻ ngạc nhiên, chẳng trách ngươi lại có thành tựu như thế trên con đường kiếm đạo. Nói xong, ông ta lại quan sát Diệp Huyên một lần nữa, sau đó nói, dù ngươi không thích hợp với truyền thừa của Bổn Hoàng, nhưng cứ chờ đợi như thế, có lẽ Bổn Hoàng cũng không thể đợi được người thích hợp nhất đến đây nữa. Thôi vậy. Nghe đến đây, Diệp Huyên hơi kích động. Đây thật sự là xoay chuyển tình thế mà. Mà lúc này thần hoàng đột nhiên nói trước khi vào thành người có nhìn thấy hai con cự long kia không diệp huyên gật đầu nhìn thấy thần hoàng cười đánh thắng chúng nó sẽ có thể lấy được truyền thừa của ta diệp huyên ngây người đánh thắng cự long suy nghĩ đầu tiên của diệp huyên là không thể nào vì thực lực của hai con cự long kia chắc chắn mạnh hơn hắn rất nhiều thần hoàng cười nói cảm thấy đánh không lại à Diệp Huyên cười khổ, có lẽ đánh không lại thật. Thần Hoàng lại bảo, không thử sao biết. Diệp Huyên giẫm nhẹ chân phải một cái, mặt đất sung lên dữ dội, lúc này, một con cự long trước mặt Diệp Huyên mở mắt ra, long uy kinh khủng lập tức áp đảo về phía Diệp Huyên. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, vội vàng tản ra kiếm thế của mình, nhưng kiếm thế hoàn toàn không ngăn cản được long uy này. Diệp Huyên bị long uy làm liên tục lùi về sau hơn 200 trượt, để lại một vết hằn rất sâu trên mặt đất. Cự Long vẫn không đứng dậy, nó nhìn Diệp Huyên ở cách đó không xa, ánh mắt hờ hững như đang nhìn một con run dế vậy. Diệp Huyên cười ngượng ngùng, chúng ta luận bàn một chút, nên biết chừng mực, tốt nhất là nên biết chừng mực. Cự Long đột nhiên đứng dậy, một giây sau, đuôi rồng dài đến trăm trượng quét thẳng về phía Diệp Huyên. Cái quét đuôi này khiến không gian trở nên vặn vẹo, cực kỳ đáng sợ. Chương 812, rút kiếm định sinh tử. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên không dám khinh thường, lập tức tung người, rút kiếm chém một nhát. Rút kiếm định sinh tử. Chẳng những thế, hắn còn thêm vào hai loại kiếm ý của mình. Có thể nói đây là chiêu kiếm mạnh nhất của hắn từ trước đến giờ. Một chiêu kiếm chém ra, không gian lập tức bị chém nứt. Ầm, uhm, kiếm cương của Diệp Huyên chém lên trên cái đuôi rồng kia người hắn bay thẳng ra xa trăm trường mặt đất không ngừng chấn động sau đó xuất hiện một cái hố sâu diệp huyên nằm trong hố sâu đó mà chiêu kiếm đó của diệp huyên chỉ để lại một vết kiếm cạn trên đuôi rồng rất cạn gần như không thể nhìn thấy cự long trước cổng thành nhìn xuống diệp huyên trong hố sâu trong mắt là vẻ khinh thường diệp huyên đứng lên lúc này cả người hắn đều đang run rẩy run rẩy dữ dội cả tay phải của hắn đã không còn cảm giác đánh không lại. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên cự long phía xa, cự long này cũng không ra tay nữa, mà cứ lẳng lặng nhìn hắn như thế. Xem thường. Đối phương là đang xem thường một cách lộ liễu. Còn thần hoàng kia đang đứng trên tường thành, ông ta nhìn Diệp Huyên, như đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Diệp Huyên im lặng một lát, đang muốn cất lời, đúng lúc này, giản tự tại đột nhiên nói, người cảm thấy người đánh không lại nó à. Diệp Huyên gật đầu, đánh không lại. Giản tự tại hỏi, người có biết vì sao kiếm kỹ của người phụ nữ kia lại trở nên bình thường trong tay ngươi không? Không đợi Diệp Huyên trả lời, nàng ta lại nói, vì ngươi thiếu đi một loại khí phách quyết sinh tử. À không đúng, ngươi có, nhưng ta chỉ từng gặp một lần, đó là lúc có người muốn làm hại muội muội của ngươi. Lúc đó ngươi sẽ bất chấp tất cả, không quan tâm hậu quả, không nghĩ đến bất cứ chuyện gì. Lúc đó, Ngươi chỉ biết một điều, đó là giết chết người trước mặt. Nói đến đây, nàng ta im lặng một lát lại tiếp tục, lúc đó trong lòng ngươi không có suy nghĩ gì khác, chỉ có giết người. Mà bình thường ngươi lại suy nghĩ quá nhiều, cũng như lúc này, ngươi sẽ cảm thấy đánh không lại, cũng lựa chọn không đánh, vào khoảnh khắc ngươi phủ định bản thân thì ngươi đã thua rồi. Thử suy nghĩ xem, nếu con cự long này muốn nuốt chửng muội muội của ngươi, ngươi nên làm cái gì? ngước chừng muội muội của mình. Cách đó không xa, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm. Vù. Một tiếng kiếm reo vang vọng nơi chân trời, một giây sau, Diệp Huyên chém thẳng kiếm xuống. Ầm. Uhm. Hơi thở của rồng lập tức bị chiêu kiếm này chém tan, cùng lúc đó, con cự long cũng bị chiêu kiếm này bước lùi mười mấy trượng. Sau khi Diệp Huyên đáp xuống đất, mặt đất mấy trăm trượng xung quanh hắn đều nứt vỡ ra hết chương 813, xem như có quen biết. Trên tường thành, thần hoàng nhìn Diệp Huyên bên dưới, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên kiếm kỹ này. Mà bên dưới, sau khi bị chiêu kiếm này của Diệp Huyên chém lui, cự long lập tức hơi ngơ ngác, sau đó, nó giận tím cả mặt, muốn ra tay một lần nữa, thần hoàng trên tường thành đột nhiên nói, lùi xuống. Cự long bên dưới lập tức dừng lại, sau đó lùi về tường thành, nhưng nó vẫn nhìn chầm chầm vào Diệp Huyên, thần hoàng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta quan sát Diệp Huyên, chiêu kiếm khi nãy của ngươi tên là gì? Diệp Huyên nói, rút kiếm định sinh tử. Đây vốn dĩ là hai loại kiếm được hai vị tiền bối truyền lại, ta dung hợp nó lại thành một loại. Thần Hoàng gật đầu, nhẹ giọng nói kiếm kỹ này không tầm thường, hai vị tiền bối kia của ngươi cũng không đơn giản. Diệp Huyên cười, không nói gì. Thần Hoàng nhìn về phía Diệp Huyên, Ngươi có biết vì sao ta bảo ngươi đánh nhau với cự long này không? Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối không phải muốn ta đánh thắng cự long này, mà là muốn xem ta có quyết tâm đánh với nó một trận không? Thần Hoàng cười khẽ, đúng thế. Nói xong, ông ta nhìn cự long cách đó không xa, sau đó nhẹ giọng nói, võ giả chúng ta sợ nhất là sợ sệt. Con đường võ đạo vô cùng vô tận, trên con đường này sẽ gặp phải phiền phức đếm không xuể, mà nếu ngươi sợ hãi, thì nhất định không thể đi xa được nói đến đây ông ta nhìn diệp huyên người chẳng những không sợ hãi càng hiếm có hơn là người có quyết tâm quyết tâm liều mạng một trận diệp huyên cười ngượng ngùng tiền bối quá khen thật ra khi nãy ta đã muốn chạy trốn thần hoàng cười nói không hổ là kiếm tu rất thành thật nói xong ông ta mở tay phải ra một quầng sáng trắng xuất hiện trong lòng bàn tay thần hoàng nhìn diệp huyên có được truyền thừa của ta cũng có nghĩa là có nhân quả với ta ngươi phải biết sau này có lẽ ngươi sẽ gặp rất nhiều phiền phức vì chuyện hôm nay diệp huyên cười khổ phiền phức của ta đã rất nhiều rồi nhiều thêm một chút cũng chẳng sao thần hoàng gật đầu dù tinh vực thiên khải đã lụi tàn nhưng rất nhiều thuộc hạ trước đây của ta vẫn còn sống bọn họ đều là những người kiêu căng khó thuần ngươi lấy được truyền thừa này của ta nếu thực lực không đủ Bọn họ sẽ không phục ngươi, có lẽ còn có thể giết chết ngươi. Vì thế sau khi rời khỏi đây, trước khi ngươi hoàn toàn trưởng thành thì cố khiêm tốn một chút. Nói xong, ông ta lật nhẹ tay phải một cái, tia ánh sáng trắng kia chui thẳng vào giữa lông mày của Diệp Huyên. Người Diệp Huyên run lên, vô số thông tin nhanh chóng tràn vào đầu hắn. Cùng lúc đó, trong đầu hắn có thêm một vài thứ. Đúng lúc này, thần hoàng đột nhiên biến mất diệp huyên sửng sốt một giây sau hắn giận dữ giản tự tại có phải là ngươi dở trò không giản tự tại nhẹ giọng nói ông ta quá nhiều lời ta tiến ông ta một đoạn diệp huyên nói với giọng điệu nặng nề giản tự tại có phải ngươi đánh nhau rất giỏi không hắn vẫn chưa quên lời thần hoàng nói khi nãy giản tự tại này là người đánh nhau giỏi nhất thần vực giản tự tại nói ông ta đã đưa truyền thừa cho ngươi rồi Ngươi xem thử đi. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 814, hắn có hơi hưng phấn. Nghe vậy, Diệp Huyên không quan tâm đến giản tự tại này nữa, đưa thần thức vào người. Thần hoàng để lại cho hắn một võ kỹ và một thần thông, ngoài ra còn có một con dấu màu vàng và một thanh trường thương, một bộ áo giáp, hai cái giáp tay, hai cái giáp gối, một đôi giày chiến một cái khiêng dài màu vàng lúc nhìn thấy những thứ này diệp huyên bối rối một giây sau diệp huyên mừng như điên lãi rồi lãi to rồi diệp huyên suýt chút cất tiếng cười to mà lúc này giản tự tại cất lời bây giờ cứ cười đi sau này ngươi sẽ phải khóc thôi nụ cười trên mặt diệp huyên biến mất có ý gì giản tự tại nhẹ giọng nói nhân quả hiểu không không hiểu thì đừng hỏi không có hứng thú nói chuyện với đồ cấp thấp như ngươi. Diệp Huyên không để tâm đến giản tự tại này, đầu tiên hắn xem kỹ võ kỹ và thần thông kia. Võ kỹ tên là Vương Đạo Tri Quyền. Giản tự tại đột nhiên nói, quyền này không hợp cho ngươi tu luyện, Vương Đạo Tri Quyền nghĩ là càng có quyền lực, uy lực của nắm đấm sẽ càng mạnh. Lúc ở thời kỳ đỉnh cao, thần hoàng thống trị cả tinh vực thiên khải, một quyền đấm ra có uy lực diệt thế mà ngươi lại không có thế lực vì thế ngươi hoàn toàn không thể luyện được cú đấm này sau khi nhìn kỹ một phen diệp huyên cũng thầm nói đáng tiếc đúng như giản tự tại nói vương đạo tri quyền này không hợp cho hắn tu luyện nhưng hắn nghĩ tới hai người có hai người chắc chắn thích hợp tu luyện liên vạn lý và thác bạt ngạn hai người này rất thích hợp tu luyện quyền kỹ như thế lúc này Giản tự tại lại nói, người có thể tu luyện vô địch kim thân kia, đây là một thuật thần thông, tu luyện thành công, người có thể mở ra kim thân trong thời gian ngắn, còn sức mạnh của kim thân này thì phải xem bản thân ngươi. Diệp Huyên vội xem vô địch kim thân, đọc xong, hắn có hơi hưng phấn. Giản tự tại không trả lời. Diệp Huyên đang muốn hỏi tiếp, đại thần tầng 2 đột nhiên nói, có lẽ nàng ta cần hơi thở núi non sông suối trong con dấu để phục hồi cơ thể. Diệp Huyên hỏi, nếu nàng ta phục hồi, có thể phá tháp ra ngoài không? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên hơi sợ, vì nếu đánh, chắc chắn hắn đánh không lại người phụ nữ này, nếu người phụ nữ này ra ngoài, hắn sẽ là người đầu tiên xong đời. Đại thần tầng 2 nhẹ giọng nói, ai biết nàng ta có thể phá tháp ra ngoài hay không. Diệp Huyên, chương 815, một thùng là đủ rồi. Một lát sau, diệp huyên không quan tâm đến giản tự tại kia nữa bây giờ lo lắng về điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì hắn vung tay phải lên một bộ trang bị xuất hiện trước mặt hắn diệp huyên biết bộ trang bị này chính là hoàng hôn của chư thần mà giản tự tại nói diệp huyên bấm tay một cái một giọt máu nhỏ lên bộ giáp này sau đó hoàng hôn của chư thần lập tức biến mất khi xuất hiện một lần nữa thì nó đã nằm trên người diệp huyên lúc mặc bộ hoàng hôn của chư thần này sắc mặt Diệp Huyên hoàn toàn thay đổi, hắn vội cởi nó ra, mà lúc này, thân thể của hắn đã nứt hết, máu tươi chảy ra, lúc này, cả người của hắn toàn là máu tươi. Giản tự tại đột nhiên lên tiếng, người muốn chết à. Hoàng hôn của chư thần này chính là tiên khí, món nào cũng là tiên khí cực phẩm, bây giờ thân thể của ngươi hoàn toàn không chịu nổi sức mạnh của nó, nếu cố mặc vào, thân thể của ngươi sẽ lập tức nứt toác. Diệp Huyên cười khổ, sao ngươi không nói sớm. Giản tự tại nói, ta chỉ muốn ngươi chết thôi. Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên ngồi xuống nhìn bộ đồ hoang hồn của chư thần trước mặt, thấy hơi buồn rầu. Không thể sử dụng. Đồ có tốt đến mấy nếu không thể sử dụng thì có khác gì sắt vụn đâu. Bây giờ hắn như có một vali vàng nhưng lại không có chìa khóa vậy. Giản tự tại lại nói, nếu người tu luyện thành công vô địch kim thân kia, như vậy lúc sử dụng nó, người sẽ có thể mặc bộ giáp này. Diệp Huyên đứng lên, đúng thế, nếu tu luyện thành công vô địch kim thân, thân thể trong giai đoạn vô địch, đương nhiên có thể mặc vào hoàng hôn của chư thần rồi. Nói đến đây, hắn lại trở nên kích động. Tu luyện vô địch kim thân Mà Diệp Huyên phát hiện muốn tu luyện vô địch kim thân này cần có ngoại vật giúp đỡ mà ngoại vật đầu tiên chính là máu rồng máu rồng diệp huyên quay đầu nhìn hai con cự long kia rồng đã có sẵn nhưng máu thì diệp huyên không cảm thấy đối phương sẽ không ở yên đó để hắn cầm kiếm đến lấy máu đầu tiên phải có máu rồng người áo đen không hề có hơi thở tựa như không tồn tại vậy cự long nhìn chằm chằm vào người áo đen ánh mắt hơi đề phòng lúc này người áo đen vẫy tay phải, một thanh kiếm xuất hiện trên đầu, thiên địa lập tức biến sắc. Nhìn thấy thanh kiếm kia, trong mắt cự long lập tức lộ vẻ kiêng rè, nhưng nó cũng không lùi lại mà gào lên một trận với người áo đen, có điều cũng không ra tay, rõ ràng là rất sợ. Người áo đen đi về phía cự long, dưới chiêu kiếm này của ta, người có thể sẽ chết. Cự long, chương 816, giao dịch này có lời rồi. Ngoài cổng thành, con cự long kia nhìn chằm chằm người áo đen trước mắt, trong mắt nó tràn đầy sự kiêng dè. Nói không cảm nhận được người áo đen mạnh đến mức nào, nhưng nó có thể cảm nhận được thanh kiếm này đáng sợ bao nhiêu. Nó biết rõ với thân thể của mình bây giờ, hoàn toàn không thể đỡ được chiêu kiếm này. Nhưng long tộc kiêu ngạo mãi mãi không bao giờ cúi đầu với kẻ thù. Cự long gào lên một trận với người áo đen, ánh mắt quyết liệt, rõ ràng là đã chuẩn bị liều mạng nhưng đúng lúc này người áo đen đột nhiên dừng lại đồng thời thu hồi thanh kiếm của mình cự long sửng sốt người áo đen nhẹ giọng nói nói chuyện một lát nhé cự long nhìn người áo đen nhân loại người muốn làm gì người áo đen nói cũng không có gì lão phu có một đệ tử cần chút máu rồng các hạ có thể cho một chút không ân tình này lão phu sẽ nhớ kỹ máu rồng cự long ngây người sau đó nặng nề hỏi, "Là thiếu niên kia à?" Người áo đen gật đầu, Cự Long trầm giọng nói, "Hắn đã có sư tôn mạnh như ngươi, vì sao còn muốn nhận được truyền thừa của chủ nhân ta?" Người áo đen nói, "Võ đạo kiếm đạo vốn dĩ là cùng một cội nguồn, hai thứ không có mâu thuẫn với nhau." Cự Long im lặng một lát, một giọt máu to bằng nắm đấm bay đến trước mặt người áo đen. Người áo đen nhận lấy giọt máu, cảm ơn Nói xong, người áo đen xoay người muốn rời đi, mà lúc này, dường như hắn nghĩ đến điều gì, lại hỏi, thần hoàng đã chết, người còn muốn ở lại đây sao? Cự Long đáp, hai huynh đệ ta từng thề, cả đời chỉ trung thành với ngài ấy. Người áo đen nói, nhưng ông ta đã chết, đương nhiên lời thề này cũng sẽ biến mất. Cự Long im lặng. Người áo đen lại nói, người chết, đạo cũng mất, tất cả đều không còn, đương nhiên lời thề này cũng sẽ biến mất. Nếu các ngươi tiếp tục ở lại đây có nghĩa là bảo thủ, không biết thay đổi, chứ không phải là giữ lời hứa. Cự Long im lặng một lát, sau đó nói, một phần ba thần hồn của chúng ta đều ở trong ấn xã tắc kia. Người áo đen đề nghị, thế này đi, ta bảo đệ tử của ta trả lại thần hồn cho các ngươi. Cự Long ngây người, sau đó hỏi, chúng ta phải đánh đổi điều gì? Người áo đen đáp, không cần đánh đổi gì cả, nhưng nếu hắn có chuyện cần nhờ, các người phải giúp hắn một lần, không thể từ chối. Cự Long im lặng một lát rồi đáp, được. Giao dịch này có lời rồi. Người áo đen gật nhẹ đậu, sau đó biến mất không còn tâm hơi. Nhìn người áo đen biết mất, vẻ mặt cự Long dần trở nên nghiêm nghị. Đương nhiên người áo đen chính là Diệp Huyên. Khi biết trong ấn xã tắc có thần hồn của hai cự long, Diệp Huyên đã có suy nghĩ muốn thu phục hai con cự long này. Nhưng cuối cùng hắn cũng không làm thế. Vì sau khi tiếp xúc, hắn phát hiện tính tình của cự long này cực kỳ kiêu ngạo, đối phương sẽ không thần phục hắn, nếu hắn ép buộc sẽ chỉ phản tác dụng mà thôi. Vì thế, hắn đổi sang một cách khác, là bảo đối phương giúp đỡ một lần. Ra tay giúp đỡ một lần, chắc chắn đối phương sẽ không từ chối, cũng không có lý do gì để từ chối. Vì giao dịch này không lỗ chút nào. Mà đối với hắn, nhờ đối phương ra tay giúp đỡ một lần cũng đã đủ rồi. Diệp Huyên trở về trước cổng thành một lần nữa, hắn bảo giản tự tại trả thần hồn cho hai con cự long, sau khi nhận được thần hồn, bọn chúng lập tức bay lên trời. Hai con cự long không ngừng bay lượn trên không trung, che kín bầu trời. Một lát sau, một con cự long trong đó nhìn xuống Diệp Huyên bên dưới một sợi dâu rồng nhanh chóng bay đến trước mặt diệp huyên nếu có chuyện thì truyền âm vào trong dâu rồng chúng ta sẽ lập tức đến ngay nói xong hai con cự long biến mất ở cuối chân trời bên dưới diệp huyên đi vào thành hắn đi vào trong một cung điện bên trong không có gì cả cực kỳ yên tĩnh diệp huyên tiến vào tháp giới ngục sau đó hắn lấy giọt máu rồng kia ra máu rồng này có màu rất đậm tựa như nham thạch nóng chảy vậy một lát sau cả người diệp huyên co lại thành một đoàn xung quanh hắn tàn ra sóng nhiệt dày đặc chẳng những thế cả người cũng trở nên đỏ rực như bị nướng chín đau cái này giống hệt như dùng lửa thiêu thân thể còn là đốt thẳng trên người vậy nhịn điều hắn có thể làm bây giờ chính là cố nhịn cách đó không xa tiểu linh nhi hơi sốt ruột nhìn diệp huyên giống như nghĩ đến điều gì Cô bé nhẹ nhàng đặt hai bàn tay nhỏ lên giữa lông mày của Diệp Huyên, ngay sau đó, linh khí tinh khiết tràn vào người hắn. Chương 817, đạo nhất thành. Bản nguyên chi lực. Bên trên cao thủ phá không cảnh chính là nguyên cảnh, mà muốn đạt tới nguyên cảnh nhất định phải nắm giữ nguyên lực. Mà tiểu Linh Nhi chính là bản nguyên của Thanh Châu, nói một cách đơn giản cô bé chính là khởi nguồn của nguyên lực. Mà cô bé không biết điều này, Diệp Huyên càng không biết. Cứ như thế, không biết đã bao lâu trôi qua, Diệp Huyên nằm dưới đất dần bình tĩnh lại, mà Tiểu Linh Nhi thì mệt mỏi nằm nhoài trên người hắn, đang ngủ say như chết. Khoảng ba ngày trôi qua, người Diệp Huyên hơi run rẩy, sau đó, hắn đứng lên. Rắc rắc! Tiếng xương cốt vang vọng khắp cả người. Diệp Huyên vội kiểm tra cơ thể của mình, lúc này, từ trong ra ngoài cơ thể của hắn đều xảy ra thay đổi lớn. Lúc này, giọng nói của giản tự tại vang lên lúc này cao thủ nguyên cảnh cũng khó mà đả thương thân thể của ngươi nếu ngươi tu luyện thành công vô địch kim thân kia dưới cảnh giới vô thượng ngươi sẽ là một nhân vật vô địch đương nhiên đừng động vào những yêu nghiệt siêu cấp kia nghe vậy diệp huyên lập tức hơi hưng phấn vì hắn phát hiện sau khi thân thể trở nên mạnh mẽ kiếm kỹ rút kiếm định sinh tử cũng sẽ mạnh theo hơn nữa không chỉ mạnh hơn một chút thôi Thực lực của hắn bây giờ rất mạnh, cực kỳ cực kỳ mạnh. Nếu tu luyện thành công vô địch kim thân này, thực lực của hắn còn sẽ được nâng cao hơn nữa. Tu luyện. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu tu luyện vô địch kim thân này. Sau khi có máu rồng củng cố thân thể, hắn đã có thể tu luyện vô địch kim thân này rồi, vì thế việc tu luyện cũng không khó khăn lắm. Tu luyện quên mất ngày tháng, thời gian từng chút trôi qua. Đạo Nhất Thành. Hôm nay, một ông lão dẫn theo bốn người mặc áo đen đi thẳng tới bên ngoài Đạo Nhất Thành. Ông lão này chính là Độc Cô Du, trưởng lão nhà họ Độc Cô. Độc Cô Du ngẩng đầu nhìn Đạo Nhất Thành trước mặt, sau đó, lão ta dẫm nhẹ chân phải một cái. Ầm. Tường thành trước mặt lão ta ầm ầm đổ nát. Trong thành, vô số người thấy kinh ngạc. Có người gây sự với học viện Đạo Nhất Đại trưởng lão nhanh chóng xuất hiện bên ngoài đạo nhất thành. Ầm. Um. Một tiếng nổ lớn vang lên trong không trung, đại trưởng lão liên tục lùi về sau, mà lúc này, bốn cái bóng xuất hiện sau lưng đại trưởng lão, một giây sau, bốn sợi dây xích đen nhánh xuyên thủng qua tay chân của đại trưởng lão. Lúc này, cao thủ của học viện đạo nhất đều chạy sang ngoài, nhưng lúc thấy đại trưởng lão bị khống chế, bọn họ đều dừng lại, không dám ra tay. Đại trưởng lão trên không trung nhìn chằm chằm Độc Cô Du các hạ là muốn. Độc Cô Du khoát tay một cái, "Lão phu không có hứng thú nói nhiều với ngươi, bảo Diệp Huyên kia ra đây, nếu không, học viện đạo nhất này cũng nên biến mất khỏi cõi đời rồi." Đại trưởng lão cười khẩy, nói chuyện thật hùng hồn. Chương 818, lão phu không tin. Sứt lời, ông ta nhìn về phía cao thủ của học viện đạo nhất ở cách đó không xa, ra tay những cao thủ kia hơi do dự, đại trưởng lão giận dữ nói, mau ra tay. lúc này, độc cô Du đột nhiên cất lời, các hạ tu luyện đến nay cũng không dễ dàng gì, sao phải vì một diệp huyên mà chôn vùi công sức tu luyện nhiều năm của mình? vẫn là câu nói kia, chỉ cần học viện đạo nhất giao diệp huyên ra, chúng ta lập tức rút lui. một cao thủ của học viện đạo nhất nói với giọng điệu nặng nề, các hạ, diệp huyên này đã không còn là học viên của học viện đạo nhất ta nữa còn việc bây giờ hắn đang ở đâu, chúng ta cũng không biết. Độc cô Du nhẹ giọng nói, lão phu không tin, nghe vậy, cao thủ kia xa sầm mặt, nhà họ độc cô là muốn khinh người quá đáng sao. Độc cô Du hừ lạnh, khinh người quá đáng, lúc trước nhà họ độc cô ta phái người đến đây, lại chết thảm ở bắc vực này, lúc đó, các ngươi có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Nói xong, lão ta lạnh lùng nhìn xung quanh, ba ngày, trong vòng ba ngày, nếu Diệp Huyên kia không xuất hiện, nhà họ Độc cô ta muốn cả đạo nhất thành và học viện đạo nhất chôn cùng hắn. Sau khi Độc cô Du nói xong, bốn cái bóng cách đó không xa đột nhiên biến mất, mà tay chân của đại trưởng lão đều bay ra ngoài. Máu tươi vung vãi khắp nơi. Đại trưởng lão nằm dưới đất, vẻ mặt sứ tận, thông báo với viện trưởng. Triệu hồi đạo binh. Độc cô Du ở phía xa quay đầu nhìn một ảnh tử ở bên cạnh, thông báo với gia chủ tiêu diệt học viện đạo nhất. Ảnh tử lặng lẽ lùi lại. Diệp Huyên ngồi yên trong cung điện, một dòng khí vàng rực tản ra quanh người hắn. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên cảm thán, thuật thần thông thể thật sự có thể miêu tả bằng từ nghịch thiên, phải biết rằng bây giờ hắn chỉ là phá không cảnh, nhưng nếu sử dụng vô địch kim thân thì cao thủ nguyên cảnh gì đó ở trước mặt hắn cũng chỉ là cạn bá. Mà lúc này, một con dấu màu vàng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ân xã tắc. Diệp Huyên trầm giọng nói, ân xã tắc này có tác dụng gì thế? Giản tự tại đáp, còn có tác dụng hơn cả vô địch kim thân của ngươi nữa, bên trong con dấu này có hơi thở núi non sông suối mà thần hoàng tập hợp, cùng với hơi thời của nhật nguyệt tinh thần, nó không chỉ là hơi thở, nó còn ẩn chứa đại đạo pháp tắc của thần hoàng. Nếu ngươi thúc giục chúng nó, nguồn sức mạnh này đủ để hủy thiên diệt địa. Diệp Huyên hơi hưng phấn, thật sao, chương 819, gia tộc lớn đến từ thiên vực. Giản tự tại lại nói, nhưng với thực lực của người bây giờ, nếu thúc dục ấn xã tắc này, tạo thành phản phệ, có lẽ còn nghiêm trọng hơn phản phệ của tháp giới ngục nữa. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, vì sao? Chẳng lẽ ấn xã tắc này còn đáng sợ hơn cả tháp giới ngục ư? Giản tự tại giải thích, tuy ấn xã tắc không tệ, nhưng đương nhiên tranh lệch với cái tháp này rất xa người phải hiểu tháp này đã nhận ngươi làm chủ nhân dù nó đang ngủ say nhưng ý thức bản năng sẽ không hại ngươi còn ấn xã tắc thì khác nó vẫn chưa nhận ngươi làm chủ nhân nếu ngươi cố thúc giục nó thì chẳng khác nào muốn chết cùng đối phương diệp huyên cười khổ quả nhiên đúng với suy đoán của hắn bảo vật cấp bậc thế này hắn bây giờ hoàn toàn không thể khống chế được cũng giống như tháp giới ngục sử dụng cái này chẳng khác nào muốn chết cùng đối phương cả Lúc này, giản tự tại nói tiếp, tuy tạm thời không thể sử dụng thứ này, nhưng nó vẫn còn hai công hiệu, hai công hiệu này rất có lợi với ngươi bây giờ. Một là chấn tà, có thể chấn áp phản tà, bên trong con dấu này có long khí, còn là long khí của thần hoàng, là khắc tinh trí mạng của tà vật bình thường. Diệp Huyên vội hỏi, tác dụng thứ hai là gì? Giản tự tại đáp, long khí bên trong con dấu này có lực chấn nhiếp rất lớn với yêu thú, Đặc biệt là ở tinh vực này của ngươi, ở tinh vực này, cự long đã là yêu thú hàng đầu, vì thế long khí gần như có thể tung hoành khắp cả tinh vực. Nhưng cũng có vài con yêu thú đặc biệt không sợ long khí này của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, đã rất tốt rồi. Hắn đã rất thỏa mãn rồi. Đúng lúc này, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, người hắn đột nhiên không ngừng run rẩy, quanh người hắn nhanh chóng có một dòng khí tản ra, chẳng mấy chốc, hắn đã ngã thẳng xuống đất mềm nhũn lúc này cả người hắn không có chút sức lực ngay cả sức để nhúc nhích đầu ngón tay cũng không có diệp huyên thầm thấy hoảng sợ đây là giản tự tại đáp di chứng sau khi tu luyện vô địch kim thân không đúng phải nói là thực lực của ngươi quá thấp vẫn chưa thể điều động thần thông này một cách hoàn mỹ bây giờ nếu ngươi sử dụng thần thông này chỉ có thể duy trì nhiều nhất nửa canh giờ nửa canh giờ sau ngươi sẽ trở thành thế này Diệp Huyên cười khổ, thần thông này cũng không thể dùng linh tinh rồi. Khoảng một canh giờ sau, cơ thể của Diệp Huyên hoàn toàn hồi phục, hắn rời khỏi đại điện, mà khi vừa mới rời khỏi vùng thế giới này, hắn lập tức nhận được truyền âm của tiêu qua. Trong tinh không, Diệp Huyên cất đá truyền âm đi, vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo, một giây sau, hắn lái thuyền tinh vân biến mất trong tinh không vô tận. Đến giữa trưa, độc cô du mở mắt ra, lão ta nhìn đạo nhất thành một cái, đã đến lúc rồi. Độc cô Du vừa dứt lời, 26 người đột nhiên xuất hiện sau lưng lão ta, 26 người này đều mặc áo giáp đen, cầm trường đao trong tay. 26 người này đều là cao thủ nguyên cảnh. Ngoài ra còn có hai ông lão áo trắng đứng cách phía sau 26 người này khoảng trăm trượt, hai ông lão hoàn toàn không có hơi thở, không rõ cảnh giới. Ngoài thành, Độc cô Du nhìn vào đạo nhất thành, một cơ hội cuối cùng, học viện đạo nhất có giao diệp huyên ra không? Lúc này, đại trưởng lão xuất hiện trên tường thành, lúc này, tay chân ông ta vẫn chưa mọc lại, dù cao thủ như ông ta, đứt chi mọc lại là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng cũng phải xem là thứ gì gây ra. chương 820, Diệp Liên lúc này đã là nguyên cảnh. Rõ ràng thủ đoạn của bốn ảnh từ kia khá đặc biệt, vì thế đại trưởng lão mới không thể mọc tay chân lại. Đại trưởng lão đứng trên tường thành, lạnh lùng nhìn chằm chằm Độc Cô Du bên dưới, nhà họ Độc Cô, ta đã nói rồi, Diệp Huyên không còn ở học viện đạo nhất của ta nữa. Độc Cô Du nhẹ giọng ra lệnh, giết. Sứt lời, ba ảnh tử phía sau lão ta lập tức muốn ra tay, đúng vào lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trên tường thành. Nhìn thấy ông lão mấy người đại trưởng lão trên tường thành đều thở phào nhẹ nhõm viện trưởng người vừa xuất hiện chính là viện trưởng của học viện đạo nhất mục thanh minh ở bên cạnh mục thanh minh còn có một cô bé chính là diệp liên diệp liên lúc này đã là nguyên cảnh cô bé đứng yên bên cạnh mục thanh minh nhìn thấy mục thanh minh độc cô du hơi nheo mắt lại có lẽ các hạ là viện trưởng của học viện đạo nhất mục thanh minh nhìn đám người độc cô du học viện đạo nhất ta hình như đâu có ân oán gì với nhà họ độc cô độc cô du nhẹ giọng nói đúng là không có ân oán lần này đến đây chỉ vì đưa hai người đi là diệp huyên và diệp liên học viện đạo nhất giao hai người này ra chúng ta sẽ lập tức rời đi diệp liên đứng bên cạnh mục thanh minh nhìn độc cô du không nói gì mục thanh minh cười khẽ nhà họ độc cô là gia tộc lớn ở thiên vực nhưng học viện đạo nhất ta cũng không phải để người ta tùy ý bắt nạt. Độc cô du nhẹ giọng nói, những việc này không liên quan đến mục viện trưởng, bây giờ mục viện trưởng có thể tỏ thái độ rồi. Nếu muốn chiến đấu, chúng ta lập tức chiến đấu, nếu muốn giảng hòa thì mời mục viện trưởng giao hai huynh muội Diệp Huyên ra. Trên tường thành, Mục Thanh Minh nhìn hai ông lão trước mặt, hai người này đều là cảnh giới vô thượng, lão chắc chắn có thể đánh thắng một người trong đó. Nhưng nếu hai người này liên thủ, lão ta sẽ bị kiềm chế. Mà khi đó, học viện Đạo Nhất sẽ rất nguy hiểm. Nếu hôm nay học viện Đạo Nhất thua, trên đời sẽ không còn học viện Đạo Nhất nữa. Còn nếu thắng thì cũng sẽ thiệt hại nặng nề, hơn nữa, trên đời vẫn sẽ không còn học viện Đạo Nhất. Vì học viện Đạo Nhất bị thiệt hại nặng nề, thực lực chắc chắn giảm mạnh, lúc đó, dù nhà họ Độc cô không ra tay nữa, các thế lực ở Bắc Vực cũng sẽ sâu xé học viện đạo nhất. Đây là một trận đánh không thắng. chương 821, nói không có tình cảm là giả. Nghĩ đến đây, Mục Thanh Minh từ từ nhắm hai mắt lại. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Lúc này, Diệp Liên ở cách đó không xa chợt nhẹ giọng nói, sư phụ sẽ giao con cho bọn họ, đúng không? Mục Thanh Minh nhìn về phía Diệp Liên, Diệp Liên cười, con sẽ không trách sư phụ. Mục Thanh Minh hỏi, vì sao? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ca ca từng nói với con, làm người không thể quá ích kỷ, cái gì cũng chỉ biết nghĩ cho mình. Học viện không nợ hai huynh muội chúng con, sư phụ cũng không nợ con, hơn nữa bọn họ chỉ nhằm vào con và ca ca, nói cho cùng là con và ca ca liên lụy đến học viện, đây là chuyện của hai huynh muội con. Nói xong, cô bé xoay người nhìn xuống độc cô du, ta về với ông, ông bỏ qua cho ca ca của ta, có được không? Độc Cô Du nhìn Diệp Liên, nhẹ giọng ra lệnh, "Đưa đi." Bốn sợi dây xích màu đen lập tức trói Diệp Liên lại, mục thanh minh trên tường thành muốn ra tay, nhưng hai ông lão trước mặt đã dùng hơi thở kiểm soát lão. Sắc mặt mục thanh minh hơi khó coi, lão do dự mãi, cuối cùng vẫn không ra tay. Còn Diệp Liên hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Một ông lão bên cạnh Độc Cô Du nói, "Giết." Độc Cô Du lắc đầu, dẫn nó về nhốt cùng với mẹ nó, ta tin, nếu nữ nhân kia nhìn thấy nó, vẻ mặt chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Hơn nữa có nhà đầu này, nhất định Diệp Huyên sẽ xuất hiện. Ông lão gật đầu, một ảnh tử nhanh chóng dẫn theo Diệp Liên biến mất trên tường thành. Mà trên tường thành, một người gỗ nhỏ lặng lẽ rơi xuống. Người gỗ này giống hệt với Diệp Huyên. Mục Thanh Minh đứng trên tường thành, im lặng. Lão thật lòng thích Diệp Liên, cũng luôn bồi dưỡng cô bé như viện trưởng đời tiếp theo của học viện đạo nhất. Nói không có tình cảm là giả. Thực lực không bằng người ta, không thể làm gì được. Ngoài thành, độc cô du lạnh lùng nhìn đám người mục thanh minh, mục viện trưởng, diệp huyên kia. Đúng lúc này, một tiếng kiếm reo xé trời vang vọng từ chân trời xa xa. Mọi người quay đầu nhìn lại, một tia kiếm quang bay tới từ chân trời phía xa, kiếm quang nhanh chóng dừng lại trước cổng đạo nhất thành kiếm quang tản đi người tới chính là diệp huyên diệp huyên ngẩng đầu nhìn mục thanh minh bên cạnh đại trưởng lão các hạ là viện trưởng đúng không mục thanh minh quan sát diệp huyên gật đầu diệp huyên thầm thấy vui vẻ mục viện trưởng muội muội của ta đâu muội muội từ khi tạm biệt ở thanh thương giới đã lâu rồi hắn không nhìn thấy diệp liên cho nên rất nhớ Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Mục Thanh Minh im lặng. Chương 822, rút kiếm định sinh tử. Thấy thế, Diệp Huyên cau mày, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ, viện trưởng, đã xảy ra chuyện gì rồi? Đại trưởng lão bên cạnh Mục Thanh Minh khẽ thở dài, Diệp Liên bị nhà họ Độc cô đưa đi rồi. Bị đưa đi? Diệp Huyên ở bên dưới ngơ ngác, một giây sau, hắn quát lên, sao các người có thể để con bé bị đưa đi? một ông lão của học viện đạo nhất đứng trên tường thành lạnh lùng nói không giao con bé ra chẳng lẽ để học viện đạo nhất chôn cùng con bé sao ta lúc này diệp huyên bên dưới đột nhiên bay lên một giây sau ông lão vừa nói chuyện kia bay thẳng ra ngoài văng xa khoảng mấy trăm trượng sau khi dừng lại người ông lão kia lập tức nứt ra nhìn thấy cảnh này các cao thủ của học viện đạo nhất trên tường thành đều thay đổi sắc mặt Mục Thanh Minh nhìn Diệp Huyên, trong lòng thấy hơi khiếp sợ, lão có hiểu chút ít về Diệp Huyên, biết Diệp Huyên rất có thiên phú, nhưng không ngờ sức chiến đấu của Diệp Huyên lại mạnh đến thế. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên dữ tợn, gần như gào thét, học viện đạo nhất không muốn bị liên lụy vì con bé, ông đây có thể hiểu, nhưng vì sao các người muốn đưa con bé cho nhà họ độc cô? Vì sao, nếu các người không thể bảo vệ con bé sao không nói sớm? Diệp Huyên ta sẽ tự bảo vệ con bé. Mục Thanh Minh trầm giọng nói, chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng, lão phu cũng. Diệp Huyên ở phía xa nở nụ cười tự diếu, là lỗi của ta, ta không nên giao muội muội cho ai cả, ta nên dẫn con bé theo bên mình. Nói xong, hắn xoay người nhìn độc cô Du ở cách đó không xa, độc cô Du lạnh lùng nhìn chầm chầm Diệp Huyên, ngươi là tự về cùng ta, hay muốn ta mang đầu của ngươi về? vẻ mặt diệp huyên rất dữ tợn diệp huyên ta lấy thần hồn thề với trời liều mạng đến cùng tiêu diệt nhà họ độc cô suốt lời hắn biến mất khỏi vị trí ban đầu xoẹt có tiếng xé rách vang lên lúc diệp huyên xuất hiện một lần nữa đã ở trước mặt độc cô du một giây sau một tia kiếm quang chém thẳng vào độc cô du rút kiếm định sinh tử sau khi thân thể của hắn được máu rồng củng cố Uy lực của chiêu rút kiếm định sinh tử cũng thay đổi. Một chiêu kiếm chém xuống, không gian xung quanh Độc Cô Du bị dạn nứt thành hình lưới. Dưới chiêu kiếm này, sắc mặt Độc Cô Du hoàn toàn thay đổi, phải nói là sợ hãi, lão ta không ngờ chiêu kiếm của Diệp Huyên lại đáng sợ đến thế. Không chỉ Độc Cô Du thấy ngạc nhiên, mà tất cả mọi người xung quanh cũng thế. Chiêu kiếm này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi độc cô du trước mặt diệp huyên chắp hai tay lại một sức mạnh màu vàng phát ra từ trong tay lão ta lập tức bao phủ lấy chiêu kiếm của diệp huyên sau một thoáng yên tĩnh ầm trong ánh nhìn của vô số người sức mạnh màu vàng kia lập tức vỡ nát sau đó một bóng người bay ra ngoài bóng người này chính là độc cô du trong lúc bay ra ngoài người độc cô du bắt đầu nứt ra khi dừng lại lão ta chỉ còn lại mỗi linh hồn ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đại kiếm tiên, nhưng sức chiến đấu lại vượt xa đại kiếm tiên bình thường. Độc cô du ở cách đó không xa gào thét, giết hắn. Giết hắn. Lúc này, ông ta đã từ xem trọng trở thành kiêng rẻ Diệp Huyên. Vô cùng kiêng rẻ. Diệp Huyên quá yêu nghiệt, yêu nghiệt thế này, dù là nhà họ độc cô cũng không dám để hắn tiếp tục trưởng thành. Sắc mặt của ông lão trước mặt Diệp Huyên cũng dần lạnh xuống, rõ ràng thiên phú và sức chiến đấu Diệp Huyên thể hiện ra cũng khiến ông ta phải kiêng rè. chương 823, chiêu kiếm này vô cùng nhanh. Ông ta không sợ Diệp Huyên bây giờ. Nhưng Diệp Huyên còn trẻ. Quá trẻ, ông lão giơ tay phải lên, một sợi dây xích màu đen lặng lẽ ngưng tụ trong tay ông ta, một giây sau, sợi dây xích màu đen này xuyên qua không gian, bắn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên ở phía xa không lùi còn tiến lên, hắn đi nhanh về phía trước, rút kiếm chém ra. Ầm. Um. Một tiếng nổ lớn vang lên, Diệp Huyên liên tục lùi về sau, mà sợi dây xích màu đen kia thì giữ chặt thanh kiếm của Diệp Huyên. Cùng lúc đó, một sức mạnh màu đen không ngừng ăn mòn về phía Diệp Huyên. Cẩn thận, là tử khí. Lúc này, trong đầu Diệp Huyên vang lên giọng nói của đại thần tầng 2. Tử khí diệp huyên vội thúc giục khí hỗn độn theo khí hỗn độn xuất hiện tử khí màu đen kia lập tức biến mất diệp huyên dừng lại ông lão ở phía xa nhìn chằm chằm hắn không ngờ ngươi lại có thể chống lại tử khí của ta diệp huyên không trả lời hắn thả người nhảy một cái xông về phía ông lão một lần nữa chiến đấu với cảnh giới vô thượng nhìn thấy cảnh này ông lão ở phía xa lạnh mặt lão phu muốn xem xem ngươi yêu nghiệt đến mức nào Sứt lời, ông ta dậm nhẹ chân phải một cái. Âm. Uhm. Không gian xung quanh không ngừng rung lên, vô số lực lượng không gian kéo về phía Diệp Huyên như thủy triều. Mà mọi người xung quanh đã không nhìn thấy vị trí của Diệp Huyên nữa, vì vùng không gian chỗ Diệp Huyên đã bị vặn vẹo cả. Cảm nhận được lực lượng không gian xung quanh, Diệp Huyên hoảng hốt, không dám khinh thường, hắn vội sử dụng đạo tắc không gian, một giây sau, hắn dẫm nhẹ chân phải, phá âm thanh vang lên, đạo tắc không gian giữa lông mày hắn khẽ run lên, một giây sau, những lực lượng không gian xung quanh hắn lập tức biến mất tăm, cùng lúc đó, chân trời bình thường trở lại. Nhìn thấy cảnh này, ông lão trước mặt Diệp Huyên hít mắt lại, hơi khó tin, sao có thể, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, một giây sau, một tia kiếm quang chém xuống từ trên đầu ông lão. Chiêu kiếm này vô cùng nhanh, Ông lão trước mặt Diệp Huyên cười khẩy, vung ống tay áo. Nhưng đánh không lại, cũng phải đánh. Diệp Huyên trầm giọng nói, đại thần tầng 2, có thể giúp ta một chút không? Xin người đấy. Bây giờ hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây, vì muội muội đã rơi vào tay người ta, hắn phải nhanh chóng giải quyết người ở đây. Sau một thoáng yên tĩnh, đại thần tầng 2 nói, được. Nhưng ta chỉ ra tay lần này thôi. Nguyên khí của ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không thể ra tay quá nhiều." Nghe vậy, Diệp Huyên nghiêm túc nói, "Cảm ơn." Nói xong, hắn nhìn Độc Cô Du bên dưới, một giây sau, hắn lập tức biến thành một tia kiếm quang sông về phía Độc Cô Du, cách đó không xa, sắc mặt Độc Cô Du hoàn toàn thay đổi, liên tục lùi về sau, ông lão kia lại muốn ra tay. Chương 824: Phi kiếm bậc thánh. Đúng lúc này, một ảo ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt ông lão. Đại thần tầng 2, nhìn thấy đại thần tầng 2, ông lão ngây người, sau đó chất vấn, ngươi là ai? Lúc này, đại thần tầng 2 vung vuốt phải lên. Ầm. Um, ông lão kia lập tức bay xa chừng mấy trăm trượng. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều ngạc nhiên đến mức ngây người. Mà bên dưới, Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt Độc Cô Du độc cô du đã là linh hồn có thể nói là không có sức đánh trả trước mặt diệp huyên phập trong ánh mắt của vô số người một chiêu kiếm của diệp huyên xuyên thủng linh hồn của độc cô du linh hồn của lão ta dần mở đi độc cô du nhìn chằm chằm diệp huyên rít gào như dã thú diệp huyên người sẽ nhanh chóng đến tiếp lão phu thôi người diệp huyên cười khẩy tiếp ông ông yên tâm ông sẽ không cô đơn đâu lão tử sẽ khiến tất cả mọi người của nhà họ độc cô xuống dưới cùng ông nói xong hắn chém ngang qua xoẹt linh hồn của độc cô du lập tức biến mất sau khi chém chết độc cô du bằng một chiêu kiếm diệp huyên xoay người đi về phía hai mươi mấy người cách đó không xa một giây sau hắn xông thẳng về phía bọn họ giết hai mươi mấy người kia cũng xông về phía diệp huyên trên tường thành một ông lão bên cạnh Mục Thanh Minh trầm giọng nói, nhất định phải ngăn cản hắn, nếu hắn giết chết những người này, chắc chắn nhà họ Độc cô sẽ giận cá chém thớt với học viện đạo nhất ta. Mục Thanh Minh nhìn Diệp Huyên ở phía xa, hơi do dự, sau đó nói, dừng tay. Dừng tay. Nhưng cũng chưa bao lâu, những cao thủ nguyên cảnh kia có hơi hoảng sợ. Vì bọn họ phát hiện thân thể của Diệp Huyên quá mạnh mạnh đến mức có thể chống lại sức mạnh của bọn họ. Ngoài ra thanh kiếm của Diệp Huyên cũng rất đáng sợ, hai mươi mấy cao thủ nguyên cảnh, không ai có thể đỡ được một chiêu kiếm của hắn. Trong đám người, vừa nghĩ tới việc bây giờ Diệp Liên không rõ sống chết, Diệp Huyên lập tức muốn giết người, một hộp kiếm đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, một giây sau, một thanh kiếm bay ra từ trong hộp, sau đó, đầu của một cao thủ cách bên phải hắn mấy chục trượng lập tức rớt xuống phi kiếm bậc thánh. Chương 825, vì ông ta không tự tin. Nhìn thấy cảnh này, đám cao thủ nhà họ Độc cô hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Thanh kiếm Diệp Huyên cầm trong tay là bậc thánh, hơn nữa còn không phải bậc thánh bình thường, mà bây giờ, Diệp Huyên lại lấy ra thêm một thanh kiếm bậc thánh. Kiếm bậc thánh có nhiều như vậy từ bao giờ thế? Cao thủ nguyên cảnh xung quanh lần lượt chết đi, đến bây giờ chỉ còn lại 12 người đã có 8 người bị Diệp Huyên giết chết. Hai cao thủ cảnh giới vô thượng kia vẫn bị đại thần tầng 2 giữ chân, đại thần tầng 2 lấy một địch hai vẫn không rơi vào thế yếu. Trên tường thành, mấy người mục thanh minh nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Vì bọn họ không ngờ Diệp Huyên lại có thể một mình chống lại hai mươi mấy cao thủ nguyên cảnh, phải biết rằng bây giờ Diệp Huyên chỉ là phá không cảnh thôi. Yêu nghiệt Quá yêu nghiệt Đại trưởng lão ở bên cạnh Mục Thanh Minh nặng nề nói: "Tiếc là học viện đạo nhất ta không bảo vệ được hai huynh muội hắn, nếu không, có bọn họ, học viện đạo nhất chúng ta chắc chắn có thể huy hoàng như năm đó." Mục Thanh Minh nhẹ giọng nói: "Tiếc là học viện đạo nhất ta không thể giữ bọn họ lại." Đại trưởng lão gật đầu. Ông ta cũng rất thưởng thức Diệp Huyên, nhưng nhìn trước mắt, trên người Diệp Huyên có quá nhiều phiền phức. Những phiền phức này sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho học viện đạo nhất. Lúc này, phía xa đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, mọi người nhìn lại, lúc này, trước mặt Diệp Huyên chỉ còn 3 cao thủ nguyên cảnh. Mà bên cạnh Diệp Huyên là một đống thi thể. Ba cao thủ nguyên cảnh còn lại cũng không tiếp tục chiến đấu nữa, mà lựa chọn chạy trốn. Vì bây giờ bọn họ hiểu rõ, tiếp tục ra tay chỉ là đang tự tìm đường chết. Diệp Huyên cũng không định bỏ qua cho bọn họ mà còn đuổi theo. Khoảng một khắc sau, Diệp Huyên lại trở về dưới tường thành, thanh kiếm trong tay hắn còn đang chảy máu. Giết chết toàn bộ. Đại thần tầng 2 trên không trung đột nhiên dừng lại, nàng ta lùi về bên cạnh Diệp Huyên, hai ông lão cũng không dám ra tay nữa, bọn họ đều rất kiêng rẻ đại thần tầng 2. Một ông lão trong đó liếc nhìn đại thần tầng 2 chằm chằm, sau đó nhìn xuống dưới, khi thấy một vùng thi thể, ông ta lập tức xa sầm mặt, cuối cùng, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, người đúng là to gan, dám giết người nhà họ độc cô ta. Diệp Huyên vung tay phải đi, thu hồi nhẫn chứa đồ của những thi thế xung quanh, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên gọi Diệp Huyên. Diệp Huyên dừng bước. Đại trưởng lão trầm giọng nói, cậu muốn đi đâu? Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi lại, đại trưởng lão cảm thấy ta sẽ đi đâu? Đại trưởng lão nặng nề khuyên giải, Diệp Huyên, nhà họ độc cô này không tầm thường, cậu tuyệt đối đừng kích động. chương 826, ta không có sự lựa chọn nào khác. Diệp Huyên không nói gì, nhanh chóng biến mất ở cách đó không xa. Đại trưởng lão thấp giọng thở dài, chuyện xảy ra ở đạo Nhất Thành và hai chữ Diệp Huyên đều nhanh chóng truyền khắp cả Bắc Vực. Một mình giết chết hai mươi mấy cao thủ nguyên cảnh, hơn nữa Diệp Huyên mới chỉ là phá không cảnh. Mà việc hai huynh muội Diệp Huyên rời đi cũng tạo thành đả kích rất lớn với danh tiếng của học viện đạo nhất. Tất cả mọi người đều biết học viện đạo nhất sợ nhà họ Độc Cô đến từ thiên vực nên từ bỏ hai huynh muội Diệp Huyên. Trước đây, vô số thanh niên thiên tài của Bắc vực đều muốn trở thành học viên của học viện đạo nhất, nhưng bây giờ, rất nhiều người đã không muốn nữa. Một học viện ngay cả học viên cũng không thể bảo vệ gia nhập thì có ý nghĩa gì chứ? Khi biết ảnh hưởng trái chiều này, sắc mặt mấy người mục thanh minh của học viện đạo nhất đều vô cùng khó coi. Bọn họ cân nhắc nếu bảo vệ hai huynh muội Diệp Huyên sẽ mang đến hậu quả gì cho học viện đạo nhất, nhưng lại chưa từng nghĩ từ bỏ hai huynh muội Diệp Huyên sẽ mang đến hậu quả gì cho học viện đạo nhất. Nhưng Mục Thanh Minh cũng không hối hận với quyết định của bản thân. Vì nếu bảo vệ Diệp Huyên Bọn họ không chỉ mất đi danh tiếng, còn có thể mất cả học viện đạo nhất nữa. Danh tiếng mất có thể từ từ kiếm lại, nhưng nếu học viện đạo nhất không còn, danh tiếng có tốt thì có tác dụng gì? Một cô gái đi tới bên ngoài đạo nhất thành. Cô gái đi tới trước cổng thành, nàng ta nhìn thoáng qua đạo nhất thành, lúc này, nàng ta dừng bước nghiêng tai lắng nghe, bên cạnh cổng thành có người đang trò chuyện. Một lát sau, Cô gái nhẹ giọng nói, thì ra ngươi đã rời khỏi học viện đạo nhất, xem ra bản vương không cần phải đến đó nữa. Nói xong, cô gái xoay người rời đi. Mà sau khi nàng ta đi không lâu, lại có một cô gái đi vào trong đạo nhất thành, cô gái này mặc một bộ đồ trắng, không đính một hạt bụi. Nói đến đây, nàng lắc đầu, học viện đạo nhất không muốn vì hai huynh muội họ đắc tội nhà họ độc cô, ta có thể hiểu, nhưng cũng không nên đưa cô bé cho nhà họ Độc cô như thế, việc này học viện làm không đúng. Tạm biệt. Nói xong, nàng lập tức biến mất. Mục Thanh Minh đứng trước cổng thành, sắc mặt vô cùng khó coi. Ba người yêu nghiệt nhất học viện đạo nhất là hai huynh muội Diệp Huyên, còn có An Lan Tú vừa rời đi trước mắt. Mà bây giờ, ba người yêu nghiệt nhất đều đi rồi. Mục Thanh Minh ngẩng đầu nhìn lên chân trời xa xa, Ánh mắt mờ mịt, bây giờ, lão cảm thấy hơi mông lung về tương lai của học viện Đạo Nhất. Chương 827, bây giờ ta chỉ muốn cứu muội muội. Mà lúc này, lão có hơi nghi ngờ, nghi ngờ quyết định của mình lúc đó. Một lát sau, lão khẽ thở dài, xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi Đạo Nhất thành, Diệp Huyên lập tức đi thuyền tinh vân đến Thiên vực. Thiên vực Diệp Liên bị đưa tới nhà họ độc cô ở thiên vực, bây giờ hắn đang rất lo lắng. Vì hắn không biết nhà họ độc cô sẽ làm gì Diệp Liên. Nhà họ độc cô, Diệp Huyên đứng yên trên bong thuyền, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, mà hộp kiếm của hắn vẫn còn ở trên lưng. Nhà họ độc cô. Từ khi ở đạo nhất thành đến bây giờ, hắn đã thầm đọc bốn chữ này ít nhất hơn nghìn lần. Đúng lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện trước thuyền tinh vân. Diệp Huyên dừng lại. Người áo đen nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt hơi phức tạp tiểu thiếu gia. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tiểu thiếu gia. Người áo đen nói với giọng điệu nặng nề, ta là quản gia của tiểu thư, tên Độc Cô Ngôn. Nhà họ Độc Cô. Hộp kiếm sau lưng Diệp Huyên khẽ run lên, lúc này, Độc Cô Ngôn vội nói, tiểu thiếu gia, ta không có ác ý với cậu. Diệp Huyên hỏi, tiểu thư trong miệng ông chính là bà ấy ư? Ừ. Người áo đen khẽ thở dài, tiểu thiếu ra, ta biết cậu vẫn luôn oán hận tiểu thư, lúc trước tiểu thư rời khỏi hai huynh muội cậu cũng là có nỗi khổ tâm, nếu bà ấy không rời đi sớm, một khi để người nhà họ độc cô biết đến hai huynh muội cậu, thì các cậu đã bị giết ngay lúc đó rồi. Nói đến đây, y nhìn Diệp Huyên, cậu phải biết vì bảo vệ hai huynh muội cậu, Đến nay tiểu thư vẫn còn bị nhốt trong Vô Gian Luyện Ngục tối tăm không có mặt trời kia. Diệp Huyên lẳng lặng đứng trên thuyền tinh vân. Độc Cô Môn đánh mắt nhìn sang, nói tiểu thư đúng là đã nợ huynh muội các cậu rất nhiều khi bỏ hai người mà đi, nhưng bà ấy không còn lựa chọn nào khác, chỉ có làm vậy mới có thể bảo vệ hai người. Diệp Huyên lại lắc đầu, bây giờ ta chỉ muốn cứu muội muội đối phương thấp giọng thở dài, chẳng lẽ tiểu thiếu ra cứ thế bỏ mặc tiểu thư sao? Tinh vực vị ương minh mông không sao kể xiết, chỉ có thể dùng phương pháp này để di chuyển giữa ba vực, nếu chỉ đi thuyền tinh vân e rằng đi suốt một năm cũng chưa đến được thiên vực. Hai người rời khỏi thuyền tinh vân, đi vào thành. Trên đường, độc cô ngôn lên tiếng, vị ương cung là thế lực mạnh nhất, đứng đầu thiên vực này, cung chủ sở hữu thực lực sâu không lường được, ngoài ra còn có thánh địa vô biên và nam bắc võ tông dưới nữa là ba gia tộc lớn trong đó có tộc độc cô nói đến đây y nhìn sang diệp huyên mạng lưới giao thiệp của gia tộc độc cô ở thiên vực khá rộng bề ngoài có năm vị cường giả ở cảnh giới vô thượng và một đội ảnh tử quân bí ẩn mỗi người trong đó đều là cường giả hàng đầu tiểu thiếu gia rất có thiên phú thực lực cũng mạnh mẽ nhưng một thân một mình cậu chống lại toàn bộ gia tộc độc cô là chuyện bất khả thi thấy Diệp Huyên không nói gì, độc cô Ngân đành cười khổ. Dọc đường đi y đã khuyên nhủ không biết bao nhiêu lần nhưng Diệp Huyên vẫn không để lọt tai. Hắn đi đến gia tộc độc cô vào lúc này thật sự chỉ có nước chịu chết mà thôi. chương 828, Nhất Kiếm Định Hồn. Bỗng nhiên, Diệp Huyên lên tiếng, vậy ông thấy nên làm thế nào? Bàn bạc kỹ hơn ư, đến lúc ấy muội muội ta còn mảng không? Độc cô ngôn hạ giọng đáp, nhưng cậu đi thì khác gì chịu chết. Ta có chết cũng sẽ không bỏ con bé lại một mình." Diệp Huyên nhẹ giọng nói rồi bước đi càng nhanh, để lại tiếng thở dài của Độc Cô Ngôn sau lưng. Không lâu sau, hắn đi đến trước một truyền tống trận, nào ngờ vừa nộp phí xong, định bước vào thì một giọng nói hùng hổ vang lên từ phía sau, "Chậm đã." Truyền tống trận dưới chân không khởi động nữa. Diệp Huyên quay lại, nhìn thấy một gã đàn ông trung niên mặc trang phục có theo chữ vân nhỏ bên ngực trái dẫn theo bốn lão già đang đi đến. Sau khi quan sát Diệp Huyên một chốc, gã mới mở miệng, người chính là Diệp Huyên. Những món báu vật của nhà họ vân ta. Lời còn chưa dứt, Diệp Huyên đã biến mất tại chỗ. Một khắc sau, một thanh kiếm xuất hiện nện xuống đầu gã đàn ông. Gã ta hoàn toàn không ngờ Diệp Huyên sẽ ra tay nên không kịp đề phòng, chỉ có thể tái mặt. Uống quyết đỡ đòn. Quỳnh! Lần này, Diệp Huyên không tiếp tục đứng trong truyền tống trận nữa mà vọt đến trước bốn lão cường giả. Chưa đầy một khắc sau, lại có thêm bốn cái xác nằm la liệt trên mặt đất, tất cả đều bị hắn giết trong chớp mắt. Toàn thân Diệp Huyên tỏa ra sát ý nồng nặc, dùng ánh mắt âm u nhìn chòng chọc lão giả phụ trách truyền tống trận. Lão ta vội thanh minh, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Hắn không nói không rằng, trực tiếp bước vào truyền tống trận, Độc Cô Ngôn vội vã đi theo. Sau khi cả hai biến mất, lão già mới thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa là có chuyện rồi. Những người vừa nãy đều là cường giả nguyên cảnh, vậy mà lại bị giết trong nháy mắt, kẻ này tuyệt đối không phải người bình thường. Chương 829, ông ở lại đây đi. Không biết qua bao lâu sau, Diệp Huyên cảm giác có người đang trò chuyện bên tai mình. Rất nhanh sau đó, hắn dừng lại, nhận ra đang đứng trên một đài truyền tống với Độc Cô Ngôn bên người. Hắn nhẹ giọng hỏi, "Đây là Thiên vực ư?" Đối phương lắc đầu, chỉ là bên ngoài Thiên vực mà thôi, nhưng từ đây đến gia tộc Độc Cô chỉ mất tối đa nửa ngày. Diệp Huyên gật đầu, "Vậy đi thôi." Độc Cô Ngôn vội cản lại, "Cậu đến để cứu muội muội đúng không?" Thấy hắn gật đầu, y giải thích tiểu thư liên nhi hẳn đang bị giam ở vô gian luyện ngục chúng ta nên đến đó hắn thấp giọng hỏi lại đó là nơi nào là một nhà giam diệp huyên nhíu mày của gia tộc độc cô độc cô môn lắc đầu không nó là một nơi bí ẩn kỳ lạ không biết do ai tạo nên chỉ biết nó luôn ở trạng thái vô chủ được ba gia tộc lớn cùng nhau trông giữ các gia tộc đã nghiên cứu nhiều năm nhưng vẫn không biết nó có gì đặc biệt vì vậy biến nó thành một nhà giam dùng để nhốt người phạm tội trong gia tộc. Diệp Huyên nhẹ giọng đáp, vậy thì đến vô gian luyện ngục. Độc cô ngôn gật đầu, ta sẽ dẫn đường. Nói xong, Y và Diệp Huyên cùng biến mất. Hai người tìm một chiếc thuyền tinh vân, tiến vào trời sao mịt mờ. Trên bong thuyền, độc cô ngôn nói tiểu thiếu gia, vô gian luyện ngục không phải nơi đơn giản, không chỉ có ba gia tộc lớn chấn giữ mà còn rất quái dị nó có tổng cộng 9 tầng, hiện giờ ngay cả cường giả vô thượng cảnh cũng không dám đến tầng cao nhất. Chỉ có các gia chủ mới biết ở trên đó có gì. Đến đây, y nhìn Diệp Huyên, tiểu thư bị giam ở lối vào tầng 8. Nếu tiểu thư liên nhi cũng bị giam ở đó, hẳn sẽ ở cùng với người. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Độc cô ngôn nhìn hắn với vẻ do dự trước khi nói, tiểu thiếu gia có tin đồn rằng sau lưng cậu là một vị siêu cường giả nhưng lần này diệp huyên không hé răng y đành cười khổ thôi không hỏi nữa một hồi lâu sau thuyền tinh vân dừng lại nhưng diệp huyên đã biến mất ở nơi xa càng đến gần vô gian luyện ngục sức mạnh cắn nuốt kia càng trở nên mãnh liệt nếu thân thể của hắn chưa từng được máu rồng tôi luyện thì không thể nào đến gần nơi này với cảnh giới hiện giờ diệp huyên càng cảnh giác hơn chẳng bao lâu sau đã đến trước cổng cung điện dưới tác dụng của khí hỗn độn, hơi thở của hắn được che giấu, ngay cả cường giả cảnh giới vô thượng cũng khó lòng phát hiện. chương 830, vì sao không thể? Mà hắn chợt cảm nhận được bốn phía cung điện này có một luồng khí tức tuy nhạt nhưng lại mạnh mẽ vô cùng, hiển nhiên thuộc về cường giả của ba gia tộc. Diệp Huyên lặng lẽ lẻn vào bên trong, tầng thứ nhất đen kịt một màu, bốn phía là những lồng sắt đen nhốt người lẫn yêu thú, trông ai cũng thoi thóp như đã trải qua tra tấn kinh khủng. Hắn không dừng lại ở đó mà đi lên tầng 2. Số lồng sắt bên trong ít hơn tầng 1 rất nhiều, nhưng những thứ bị nhốt bên trong cũng mạnh hơn rất nhiều. Diệp Huyên lại nhanh chóng lên tầng 3, người thấy mùi dỉ xét nồng nặc gây mũi. Máu tươi và thi thể là tất cả những gì chiếm cứ tầng này. Hắn tiếp tục lên tầng 4, đi vào không gian tĩnh lặng như một nấm mồ. Diệp Huyên nhìn bốn phía một hồi, cảm nhận được một vài luồng khí thức tỏa ra, trong đó thấp nhất đã đến nguyên cảnh bèn không khỏi cao mày. Độc Cô Môn từng nói vô gian luyện ngục này là nơi giam giữ những người phạm tội trong ba gia tộc lớn. Nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy, bởi vì có vài người ở đây không phải là con người. Diệp Huyên không nghĩ nhiều mà tiếp tục đi lên. Khi đặt chân đến tầng 5. Sắc mặt hắn bỗng thay đổi trước luồng khí tức hùng mạnh mà người bên trong sở hữu. Cảnh giới vô thượng. Đúng lúc ấy, giọng giản tự tại bỗng vang lên, thì ra là ở đây. Đây là Diệp Huyên nhíu mày lại, chỗ nào? Giản tự tại khẽ nói, Vô Gian luyện ngục, nghe bảo là do minh thần của tinh vực Minh Vương năm đó sáng lập ra, mục đích là để giam cầm kẻ địch lớn nhất của tinh vực Minh Vương, thần tộc. Thần tộc Diệp Huyên thấy khó hiểu, là thần hết à. Chuyện Việt Nam. Giản tự tại cười khẩy, thần cái gì, chúng tự phong thôi. Nói đến đây, nàng ta dừng lại một lát mới tiếp tục, nhưng mà tộc này quả thật không phải dạng vừa, nếu không thì năm đó chúng đã không xưng bá được tinh vực chư thiên rồi. Diệp Huyên hỏi, bây giờ họ còn tồn tại không? Giản tự tại lạnh lùng đáp, chết hết rồi. Tinh vực minh vương này cũng mất tích luôn diệp huyên không rõ sao lại thế giản tự tại nói vì quá mạnh sẽ đánh mất bản thân thần tộc năm đó xưng bá tinh vực chư thiên rất càn quấy hung tàn giản tự tại lại nói vô gian luyện ngục này quả thật không tầm thường nhưng sao nó có thể so được với tháp giới ngục diệp huyên hỏi vì sao không thể giản tự tại đáp tháp này của ngươi không phải vật ở vũ trụ này nó đại diện cho nền võ đạo cao hơn nữa chỗ đáng sợ của nó ngươi chưa thấy được đâu. Tháp giới ngục, chương 831, tiền bối không thể tự đi ra à. Diệp Huyên trầm mặc, đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ được tháp này, thế nhưng hắn biết, nắm giữ được tháp này, là phúc cũng là họa. Diệp Huyên không suy nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi lên. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến tầng thứ sáu. Trong tầng sáu, ánh nến sáng rực, mà tầng này chỉ giam giữ một con yêu thú, hình dáng của nó giống sói, nhưng đuôi lại là đuôi rồng, rất dài. Hơn nữa trên đầu nó mọc ra hai cái sừng rất dài, cặp sừng này giống như cặp dao nhọn, tản ra một luồng khí lạnh lẽo. Diệp Huyên không đả động đến con yêu thú này mà tiếp tục đi xuống, lúc hắn sắp đến cửa, giản tự tại bỗng nhiên nói, sói thiên ma, lại yêu thú được thần tộc năm đó nuôi dưỡng, tốc độ cực nhanh, sức chiến đấu cực mạnh, diệp huyên khẽ nói ta không thu phục được nó giản tự tại nói ờm diệp huyên tiếp tục đi lên hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của sói thiên lang hơi thở nó tản ra đã vượt qua cảnh giới vô thượng nhưng hắn biết rõ yêu thú cấp bậc này căn bản sẽ không thần phục hắn nếu không thu phục được nó lại kinh động đến cường giả ở bốn phía thì khi đó hẳn sẽ rất phiền và lại hiện tại hắn chỉ muốn cứu muội muội thôi chốc lát diệp huyên đến tầng thứ bảy khi hắn đến tầng bảy một luồng khí lạnh phả vào mặt hắn cùng lúc đó hắn cảm nhận được một hơi thở thần bí đang khóa cứng hắn lại diệp huyên cả kinh trong lòng có người phát hiện ra hắn đúng lúc này một giọng nói bỗng truyền đến còn nhỏ tuổi đã đạt đến đại kiếm tiên thân thể còn được máu rồng gột luyện ưm không tồi không tồi có tư cách làm đệ tử của Lão Phu. Diệp Huyên Còn ngơ ra đó làm gì? Không mau qua đây, giọng nói kia lại vang lên. Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi sau đó đi tới, chẳng bao lâu hắn đã thấy được một lồng sắt, trong lồng sắt có một ông lão đang ngồi, dâu tóc lão bạc trắng, lại bù xù trông như ổ gà. Ông lão đánh giá Diệp Huyên một lượt rồi tấm tắc, không tồi, rất được. Diệp Huyên hỏi, tiền bối là ông lão đứng lên, còn không mau quỳ xuống bái sư. Diệp Huyên Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên xoay người rời đi, đúng lúc này, ông lão đột nhiên hỏi, che giấu hơi thở, là khí hỗn độn đúng không? Diệp Huyên dừng bước lại, đúng. chương 832, sau đó thì sao? Ông lão nói, người có thể có được khí này, chắc chắn không phải người bình thường. Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi hỏi, tiền bối là thần tộc. Ông lão đáp, đúng vậy. Thần tộc. Diệp Huyên như nghĩ đến điều gì, hắn bỗng hỏi, tiền bối có biết giản tự tại không? Sở dĩ hắn hỏi như vậy vì hắn chợt nhớ đến lời nói của thần hoàng, giản tự tại hình như là người đánh nhau giỏi nhất thần vực. Lúc nghe Diệp Huyên nói thế, sắc mặt của ông lão đột nhiên thay đổi, lão kinh hãi nhìn về phía Diệp Huyên, sao ngươi biết nàng ta? sao người biết nàng ta tại sao diệp huyên khẽ nhíu mày sao người này phản ứng mạnh vậy lúc này ông lão kia đột nhiên xông về phía trước gắt gao nhìn chòng chọc vào diệp huyên vì sao người biết tên của nàng ta vì sao diệp huyên tự hỏi trong lòng thưa giản cô nương hình như ngươi nổi tiếng lắm giản tự tại nói bình thường thôi lúc này ông lão trước mặt diệp huyên cả giận nói nói cho ta biết vì sao ngươi biết nàng ta? Diệp Huyên suy nghĩ một lát, rồi nói ta quen nàng ta. Nghe thấy thế, ông lão kia gầm hét lên, không thể, tuyệt đối không thể, sao nàng ta lại quen biết với loại run dế như ngươi? Sao nàng ta làm vậy được? Diệp Huyên nói, ta chắc chắn. Ông lão gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Huyên, một lát sau, lão nói, nàng ta ở đâu? Diệp Huyên hỏi, tiền bối quen nàng ta. Ông lão trầm mặc. Diệp Huyên lại nói, nếu tiền bối không muốn nói, vậy vãn bối phải cáo từ rồi. Ông lão trầm mặc chốc lát, rồi nói, 15 năm sau, nàng ta trở về. Ngày đó, nàng ta đứng trước thần cung khiêu chiến với tộc trưởng, tự tay chém đầu tộc trưởng mạnh mẽ nhất thần tộc ta, đồng thời treo lên trước thần cung thị uy. Không chỉ thế, cương giả thần tộc gần như bị nàng ta tàn sát sạch chỉ trong một ngày. Ngoài ra, thần tử của thần tộc bị nàng ta ném một đuốc đốt trụi cả. Sau lần đó, nguyên khí thần tộc đại thương, từ đấy xa suốt. Diệp Huyên trầm mặc. Hắn không ngờ giản tự tại này đúng là người thần tộc, hơn nữa còn khủng bố đến thế, nàng ta gần như diệt trừ hết các cường giả tối cao của thần tộc. Nghĩ đến đây, hắn hơi lạnh sống lưng. chương 833, người gặp nàng ta ở đâu? Nếu không nhờ có tháp giới ngục, Chắc bản thân đã phải chết hơn trăm lần rồi. Lúc này, ông lão ngồi trên mặt đất, lão lắc đầu nở nụ cười cay đắng, mãi sau này cũng chưa từng gặp lại nàng ta. Nói đến đây, lão nhìn về phía Diệp Huyên, người gặp nàng ta ở đâu? Diệp Huyên nhẹ giọng đáp, "Tiền bối, vãn bối còn có việc, trước tiên phải cáo từ." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, lần này lão không cản lại nữa. Lúc đi lên tầng thứ 8, Diệp Huyên hỏi, giản cô nương, ngươi là thần tộc à? Giản tự tại lạnh lùng nói, liên quan gì đến ngươi không? Chuyện của bản thân còn chưa giải quyết xong còn đi hỏi chuyện người khác, nhiều chuyện. Diệp Huyên cười nói, tò mò mà. Giản tự tại không nói gì nữa. Diệp Huyên cũng không hỏi tiếp, hắn bước nhanh hơn, Chẳng bao lâu sau đã vào được tầng thứ 8. Ở cửa vào, Diệp Huyên ngừng lại, hắn im lặng một lát, sau đó mới bước vào. Trong tầng thứ 8 rất hiên tĩnh, xung quanh tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, mà bốn phía lại im phăng phắc. Diệp Huyên đi về phía trước, lúc này đây hắn vẫn dùng khí hỗn độn để che giấu hơi thở của mình. Lúc này, giọng nói của Giản tự Tại đột nhiên vang lên, Vô Gian luyện ngục này đang ở trạng thái vô chủ hơn nữa hình như nó còn đang rơi vào giấc ngủ say, sao, có muốn thu phục nó không? Diệp Huyên trầm giọng nói, ta lấy thứ này để làm gì? Giản tử tại suy nghĩ một chút, sau đó nói, tuy ngươi có tháp giới ngục, nhưng bây giờ ngươi lại không thể khống chế nó. Nhưng vô gian luyện ngục này thì có thể đấy, nếu khống chế được nó, ngươi có thể nhờ vào vô gian luyện ngục tiến vào tinh vực minh vương, chật. Lúc này, Diệp Huyên ngừng lại, ở trước mặt hắn không xa có một cây trụ dài, trên cây trụ đó có trói một người phụ nữ. Tứ chi của người phụ nữ bị đóng đinh, không thể động đậy được. Nhìn thấy người phụ nữ này, Diệp Huyên sững sờ. Khuôn mặt vừa thân quen, vừa xa lạ. chương 834, chém xuống một kiếm. Đúng lúc này, người phụ nữ trên trụ như cảm nhận được gì đó, người mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Huyên. Khoảnh khắc thấy được Diệp Huyên, bà ấy bỗng chốc ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, nước mắt tuôn trào như vỡ đê. Đối diện bà ấy, Diệp Huyên chỉ lặng lặng đứng yên. Cứ thế, khoảng chừng một phút sau, người phụ nữ đột nhiên nhẹ giọng bảo đến đây. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó bước đến trước mặt người phụ nữ. Nhìn Diệp Huyên, ánh mắt của bà ấy dần có chút dại ra, một lát sau, bà ấy nhẹ giọng hỏi con hận ta sao? Diệp Huyên lắc đầu. Nghe vậy, nước mắt trên mặt bà ấy tuôn càng nhiều. Hận, nghĩa là còn có tình cảm. Mà không hận. Đau. Người phụ nữ nọ thấy ruột gan mình quặn thắt, nỗi đau này còn dữ tợn hơn những thống khổ phải chịu ở Vô Gian luyện ngục gấp hàng trăm, hàng ngàn lần. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng, "Đừng khóc." Người phụ nữ nhìn về phía Diệp Huyên, bà ấy khẽ lắc đầu, là ta có lỗi với huynh muội các con, là ta. Diệp Huyên đột nhiên nói, con từng hận người. Người phụ nữ nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, khoảng thời gian người bỏ đi, muội muội chỉ mới vài tuổi, con cũng chỉ mới 12. Khi đó muội muội đã suýt chết đói. Lúc ấy, con vô cùng hận người, hận người tại sao lại bỏ rơi bọn con. Nếu người không đi, muội muội đã không sống khổ như vậy nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, nói tiếp, nhưng sau đó con đã nghĩ lại, con biết người sẽ không vô duyên vô cớ rời đi, nhưng khi con nghĩ đến những khổ cực muội muội phải chịu, con lại chẳng thể tha thứ cho người được. người phụ nữ vẫn không ngừng rơi nước mắt, xin lỗi. Diệp Huyên lại nói tiếp, nhưng bây giờ thấy người như vậy, thù hận của con đã tiêu tan hết rồi, con cũng chẳng biết tại sao nữa. người phụ nữ như nhớ đến chuyện gì? Bà ấy vội hỏi, sao con lại đến đây? Diệp Huyên nhìn khắp bốn phía, sau đó hỏi, muội muội không ở đây sao? Vừa nói xong, hắn lấy kiếm tiên linh của mình ra, định chém xuống những sợi xích sắt trên người phụ nữ nọ, đúng lúc này, bà ấy nói, vô dụng thôi. Diệp Huyên chém xuống một kiếm. Keng. Chương 835, ta có thể phá nó. Xích sắt không hề hấn gì. Người phụ nữ nhìn về phía Diệp Huyên, khẽ nói, những sợi xích sắt này là của vô gian luyện ngục, cho dù là bảo vật bậc thánh cũng khó lòng khiến chúng sứt mẻ. Bây giờ còn mau rời đi đi, sau đó nghĩ cách cứu tiểu liên nhi ra, đi mau. Diệp Huyên nặng nề nói thầm trong lòng, giản cô nương, giúp ta nhé. Giản tự tại im lặng một chốc, rồi bảo, nếu ta có thể ra tay được thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Tìm tầng 2 đi. Lúc này, đại thần tầng 2 nói, ta có thể phá nó, nhưng động tính sẽ rất lớn, mà hiện tại ta cũng không thể đánh trả được, người bỏ đi. Diệp Huyên trầm mặc, Giản tự tại lên tiếng, nếu cứu người, chắc chắn sẽ kinh động đến cường giả của giới này, khi đó ngươi sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Còn nếu không cứu, thì ngươi không đành lòng, có rất nhiều lúc, chỉ vì một suy nghĩ của bản thân, sẽ khiến cuộc đời sau này thành hai ngả rẽ hoàn toàn khác nhau. Diệp Huyên nhẹ giọng nói: Ta biết, có rất nhiều lúc phải lùi lại một bước mới thấy được trời cao biển rộng. Thế nhưng nếu có người bắt nạt người nhà mình, vậy mà cũng phải lùi sao? Diệp Huyên ta biết tiến biết lùi, thế nhưng ai dám bắt nạt người thân của ta, ông đây sẽ không bao giờ lùi bước. Im lặng trong chốc lát, đại thần tầng hai bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Tích tắc sau, nàng ta vung một chảo về phía độc cô Huyên. ầm. Um, những sợi xích sắt trói quanh thân độc cô huyên lập tức vỡ nát. Nhưng động tính quá lớn, gần như làm chấn động toàn bộ tầng 8. Sau khi xích sắt vỡ vụn, đại thần tầng 2 liếc nhìn Diệp Huyên rồi trở về tháp giới ngục. Còn độc cô huyên vừa rơi xuống đã sụi lơ, Diệp Huyên vội vã đỡ lấy bà ấy, độc cô huyên nắm lấy tay Diệp Huyên, nói với giọng yếu ớt, đừng lo, chỉ hơi suy nhược mà thôi. Nói xong, bà ấy nhìn Diệp Huyên, đi đi con đi một mình thôi, dẫn theo ta, con sẽ không rời khỏi ngục này được. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, cứ thử xem đã. Nói xong, hắn đỡ độc cô Huyên đi lên trên. Độc cô Huyên tóm chặt lấy cánh tay Diệp Huyên, bà ấy khẽ mỉm cười, cho dù hiện tại ta có chết, cũng đáng. Diệp Huyên nói, không đâu, người và muội muội sẽ không chết. Ông lão vừa lên tiếng còn chưa kịp phản ứng lại đã bị kiếm quang kia chém thành hai nửa ông lão còn lại thấy thế thì hoảng hốt, lúc này, lão không chọn ở lại chiến đấu mà là xoay người bỏ trốn. Một chiêu kiếm đã chém chết cường giả nguyên cảnh, sao lão còn dám đối chiến được? Trốn! chương 836, người chính là tên nghiệt chủng kia. Đúng lúc này, một thanh kiếm trong hộp kiếm sau lưng Diệp Huyên đột nhiên bay ra, lát sau, một luồng kiếm quang đã nhanh chóng xuyên thẳng qua ngực ông lão kia từ phía sau. Bịch! Ông lão bị ghim thẳng xuống đất. Độc Cô Huyên đứng cạnh Diệp Huyên lộ ra tia kinh ngạc trong đáy mắt, "Huyên Nhi, con đã là đại kiếm tiên rồi à?" Diệp Huyên gật đầu. Trên mặt Độc Cô Huyên lộ ra một nụ cười lợi hại lắm. Diệp Huyên đang định tiếp lời thì cách đó không xa lại xuất hiện thêm một người đàn ông trung niên, Diệp Huyên đang định ra tay thì Độc Cô Huyên đã ngăn hắn lại. Người đàn ông trung niên kia liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó lại nhìn sang độc cô huyên, trong mắt ánh lên tia phức tạp. Độc cô huyên lạnh nhạt nói, nhị ca, huynh cũng đến giết mẫu tử chúng ta sao? Người đàn ông trung niên lắc đầu, các người trốn không thoát đâu, cương giả nhà họ độc cô, nhà họ cổ, thêm nhà họ ngô đều đã đến cả rồi. Độc cô huyên quay đầu nhìn Diệp huyên, còn có thể im hơi lặng tiếng đi vào, chắc hẳn cũng có thể im hơi lặng tiếng đi ra, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Độc Cô Huyên nhìn thẳng vào Diệp Huyên, "Con rời khỏi đây, nghĩ cách cứu Tiểu Liên Nhi đi." Nói đến đây, bà ấy nhìn về phía người đàn ông trung niên nọ, "Con gái của ta ở nhà họ Độc Cô đúng không?" Người đàn ông trung niên gật đầu, "Ở nhà họ Độc Cô, bọn họ lợi dụng con bé để." Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, "Để hắn đến nhà họ Độc Cô đi." Độc Cô Huyên nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên bỗng nói, đi thôi. Độc cô Huyên kéo Diệp Huyên lại, bà ấy nhìn chầm chầm Diệp Huyên, đang định nói gì thì Diệp Huyên đã khẽ bảo, đi thôi. Đấu tay đôi. Nghe Diệp Huyên nói thế, mọi người đều ngẩn ra. Diệp Huyên này chỉ mới phá không cảnh mà lại đấu tay đôi với một cường giả cảnh giới vô thượng. Độc cô liệt kia cũng ngẩn người, hiển nhiên lão ta không ngờ Diệp Huyên lại đòi đấu tay đôi với mình. Im lặng chốc lát, Độc cô liệt cười gần, đấu tay đôi. Diệp Huyên, người có tư cách đó sao? chương 837, không thể giữ lại. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, một khắc sau, hắn búng tay một cái, một cường giả nguyên cảnh phía sau độc cô liệt bỗng bay thẳng ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều kinh hãi, nhất là những cường giả nguyên cảnh nọ, lúc nhìn Diệp Huyên, trong mắt bọn họ đã có thêm tia kiêng kỵ. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn Độc Cô Liệt, có tư cách chưa? Độc Cô Liệt nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, nếu ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho. Vừa dứt lời, tay phải lão ta cách không vung về phía Diệp Huyên, một chảo này khiến không gian nơi Diệp Huyên đứng bị xoắn vặn, một cỗ không gian chi lực cường đại xông ra như muốn cắn nát Diệp Huyên. Lúc này, giữa lông mày Diệp Huyên có một chữ không lẳng lặng xuất hiện, nháy mắt sau không gian xung quanh hắn đã trở lại bình thường thấy cảnh ấy ba người độc cô liệt nhíu chặt mày lại bọn họ nhìn nhau một cái trong mắt đều là vẻ khiếp sợ phá không cảnh chắc chắn không thể khôi phục không gian dễ dàng như vậy được hoàn toàn không thể độc cô liệt nhìn về phía diệp huyên đang định nói gì đó thì diệp huyên đột nhiên biến mất một chốc sau một thanh kiếm đã xuất hiện trên đỉnh đầu lão ta sau đó một luồng kiếm khí mạnh mẽ chém thẳng từ trên đầu lão ta xuống rút kiếm định sinh tử diệp huyên dốc sức tung chiêu hắn không dám giữ lực bởi vì trước mắt hắn là cảnh giới vô thượng đấy cao hơn hắn tận hai cảnh giới trước mặt diệp huyên độc cô liệt cười lạnh lão ta vung tay lên ầm uhm. chiêu kiếm của diệp huyên bị cản lại bỗng diệp huyên gầm lên đầy giận dữ hai tay nắm ở cán kiếm lại đè xuống thêm một khúc nữa. Oanh! Độc cô liệt lùi lại mười mấy bước. Nhìn thấy cảnh này, mọi người ở đây đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Huyên, trong mắt tràn đầy sự khó tin. Người như thế, quá mức yêu nghiệt, một khi tiếp tục trưởng thành, nhà họ độc cô ngày sau tất có đại hỏa. Mà cường giả cảnh giới vô thượng nhà họ cổ cũng híp hai mắt lại, ánh mắt của lão rất bình tĩnh, nhưng lại luôn nhìn chầm chầm vào Diệp Huyên, như thể phải nhìn cho thấu Diệp Huyên này. Vị nhà họ ngôn kia thì lại có ý cười ở trên mặt, không rõ có ý gì, nhất là sau khi liếc nhìn hai người độc cô liệt, nụ cười kia lại đậm hơn. Lúc này, độc cô liệt đột nhiên bước về phía trước, một bước chân này khiến không gian quanh thân Diệp Huyên nứt ra, nhưng sau một khắc, không gian quanh hắn lại khôi phục lại như thường. chương 838, Năng lượng tối Độc cô liệt gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, rốt cuộc sao ngươi lại làm được. Với năng lực hiện tại của ngươi, căn bản không thể. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt độc cô liệt, chớp mắt sau, hắn nắm một cái ấn sông đến đập thẳng xuống đầu độc cô liệt. Ấn xã tắc Mà khi Diệp Huyên dùng ấn xã tắc đập xuống đầu độc cô liệt, giọng nói của giản tự tại bỗng nhiên vang lên, ấn này không có dùng như vậy. Âm uhm một chiêu này của Diệp Huyên chấn động đến mức độc cô liệt phải liên tục lùi lại hơn mấy chục trường. Nhìn thấy cảnh này, mọi người có mặt đều hóa đá. Bị đánh lùi. Mà ba cường giả cảnh giới vô thượng lại nhìn cái ấn trong tay của Diệp Huyên. Hiển nhiên họ đã phát hiện được vấn đề. Còn độc cô liệt đối diện Diệp Huyên cũng nhìn tròng chọc vào cái ấn trong tay Diệp Huyên, cái ấn này của ngươi là gì? Diệp Huyên không trả lời độc cô liệt, mà vội hỏi ở trong lòng, giản cô nương, ấn này phải sử dụng thế nào? Giản tự tại nói, muốn thôi thúc thứ này thì trước tiên cần phải luyện hóa nó, người vẫn chưa luyện hóa nó nên không thể thôi thúc được. Diệp Huyên đen mặt lại, nói vậy là bây giờ nó chỉ là một khối sắt vụn thôi. Giản tự tại đáp, người có thể tiếp tục trọi lão. Diệp Huyên Độc cô liệt ở phía xa xa bỗng nói, Diệp Huyên, thứ trong tay ngươi là gì? Diệp Huyên hoàn hồn, nhìn về phía Độc Cô Liệt là cha, đó. Cha. Độc Cô Liệt khẽ nhíu mày, cha. Diệp Huyên nhếch miệng nở nụ cười, nhi tử ngoan lắm. Phụt. Độc Cô Liệt tiến lên một bước, đấm một quyền. Ầm. Uhm. Nắm đấm màu đen kia như tia chớp bùng nổ, lao thẳng đến Diệp Huyên. Năng lượng tối. Chương 839, không phải ngươi bảo muốn đấu tay đôi sao? diệp huyên không dám khinh thường hắn vội xông lên tay phải nắm lấy cán kiếm bên hông lập tức rút kiếm ra vung lên một chiêu xoẹt một luồng kiếm quang lóe lên giữa trời rồi lại biến mất ầm nắm đấm màu đen kia bị chiêu kiếm của diệp huyên ép dừng lại ngay tại chỗ lúc này tay phải diệp huyên lại dùng sức vung về phía trước phá ầm nắm đấm màu đen kia lập tức vỡ vụn nhưng lúc này lại có một bóng đen vỏ đến trước mặt diệp huyên ầm uhm. diệp huyên lập tức bị hất văng ra ngoài bay xa đến tận trăm trưởng diệp huyên phải dùng hai tay cầm kiếm cắm xuống đất mới dừng lại được mà độc cô liệt bấy giờ xuất hiện ngay chỗ hắn vừa đứng độc cô liệt lạnh lùng nhìn diệp huyên lão xòe lòng bàn tay ra một luồng sức mạnh to lớn ngưng tụ trong tay lão nguyên lực khi cỗ nguyên lực này ngày càng nhiều không gian bốn phía quanh độc cô liệt bắt đầu rung động diệp huyên ở phía sang nghiêm mặt lại hắn biết cho đến giờ độc cô liệt vẫn chưa sử dụng toàn lực của lão ban đầu lão vận dụng sức mạnh của phá không cảnh còn hiện tại là dùng sức mạnh của nguyên cảnh diệp huyên không dám khinh thường hắn nắm thật chặt cán kiếm bên hông cùng lúc đó hai loại kiếm ý đang tuôn vào kiếm của hắn như thủy triều đổ nước nhìn thấy hai loại kiếm ý này, hai tên cảnh giới vô thượng ở cách đó không xa đều lóe lên tia kinh ngạc ở trong mắt. Phía đối diện Diệp Huyên, độc cô liệt nhìn chầm chầm vào hắn, một chốc sau, lão đột nhiên biến mất, ngay sau đó, một luồng nguyên lực cường đại xông thẳng về phía Diệp Huyên. Chỗ nào luồng sức mạnh này đi qua, không gian chỗ đó đều rung lên, vô cùng dọa người. Ở xa xa, Diệp Huyên đột nhiên dẫm chân phải một cái. Âm. Đại địa dưới chân hắn lập tức nứt ra, cùng lúc đấy, hắn xông về phía trước, rút kiếm ra chém xuống. Rút kiếm định sinh tử. Chiêu kiếm này vừa ra, không gian trước mặt Diệp Huyên lập tức bị đánh nứt, mà luồng nguyên lực độc cô liệt phóng ra kia cũng vỡ tan, nhưng Diệp Huyên lại bị đẩy lùi về sau mười mấy trượng. Diệp Huyên ngừng lại, khóe miệng hắn có một sợi máu tươi chảy xuống. Ở phía đối diện, độc cô liệt liếc mắt nhìn diệp huyên đúng là cũng có chút mạnh đấy diệp huyên nhách miệng nở nụ cười đến đây tiếp tục đi mà diệp huyên ở xa xa đột nhiên cười nói ông định đẩy bọn họ ra sau đó độc chiếm bảo vật trên người ta chứ gì nghĩ cũng hay đấy tiếc là người ta không bị lừa ha ha độc cô liệt nhìn về phía diệp huyên diệp huyên thứ trên người ngươi là của nhà họ độc cô Diệp Huyên cười nói của nhà họ độc cô, ông bảo vậy là phải vậy à. Độc cô liệt nhìn Diệp Huyên, một lát sau, lão khẻ gật đầu, không phải ngươi bảo muốn đấu tay đôi sao. Được chúng ta tiếp tục. Nói xong, là định ra tay tiếp, nhưng đúng lúc này độc cô Huyên ở gần đấy lại đột nhiên chắn trước mặt Diệp Huyên. chương 840, vô địch kim thân. Độc cô Huyên nhìn độc cô liệt, sau đó xoay người lại nhìn Diệp Huyên, truyền âm bằng huyền khí, nhà họ độc cô vẫn còn ít nhất hai cường giả cảnh giới vô thượng ẩn mình trong bóng tối, lát nữa ta cản họ lại, còn phải nhân cơ hội rời đi, hiểu chưa? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, người đánh thắng được chúng sao? Độc cô Huyên cười nói, thắng được, sau khi con đi, ta sẽ tìm con ngay. Diệp Huyên lắc đầu nửa nụ cười, sau khi con rời khỏi, người sẽ chết. Độc cô Huyên nhìn Diệp Huyên, một lát sau, bà ấy đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Diệp Huyên, chỉ cần con và Liên Nhi sống sót, cho dù ta có chết cũng không sao cả. Hơn nữa, có thể gặp lại con, mẫu thân đã rất vui rồi. Nói xong, bà ấy xoay người nhìn độc cô liệt cách đó không xa, tam thúc, để ta thay Nhi tử đánh với thúc một trận được không? Độc cô liệt cười gần, nếu lúc ngươi còn đang ở thời kỳ đỉnh cao, tam thúc ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ ngươi một hai phần, nhưng người hiện tại đã bị hao tổn nguyên thần thực lực không bằng một phần ba thời kỳ đỉnh cao người sao có thể đánh với ta một trận được Độc Cô Huyên cười nói cứ đánh rồi chẳng phải sẽ biết sao nói xong bà ấy nhẹ nhàng xoay tròn tay định đi ra giao đấu nhưng Diệp Huyên lại đột nhiên giữ tay bà ấy lại Độc Cô Huyên quay đầu nhìn Diệp Huyên Diệp Huyên cười khẽ cứ để con Độc Cô Huyên nhìn Diệp Huyên mà Diệp Huyên lại đi đến phía độc cô liệt cách đó không xa. Nhìn bóng lưng Diệp Huyên, độc cô Huyên thấy hơi mơ màng, thiếu niên trước mắt này, đã lớn rồi. Không còn là đứa trẻ ngày nào cũng dắt Diệp Liên đi theo sau bà ấy nữa. Nghĩ đến đây, bà ấy bỗng nhiên thấy đau lòng. Những năm qua rốt cuộc hắn và Diệp Liên đã trải qua những gì mới khiến tính cách của hắn trưởng thành đến vậy. Xa xa, diệp huyên vẫn đang đi về phía độc cô liệt trên người hắn đột nhiên bạo phát ra một luồng kiếm thế vô cùng mạnh mẽ kiếm thế của đại kiếm tiên một luồng sức mạnh màu vàng đột nhiên trào ra khỏi cơ thể hắn trong nháy mắt một khí tức cường đại đột nhiên tuôn ra làm chấn động không gian mọi người ở xung quanh bị cỗ khí tức mạnh mẽ này đẩy lùi liên tục vô địch kim thân diệp huyên rất rõ hiện tại nếu hắn muốn chém giết độc cô liệt này Hắn buộc phải dùng lá bài tẩy. Nếu không, với cảnh giới của hắn thì cho dù có thêm kiếm tiên linh vào cũng không thể làm gì được đối phương. Chương 841, là giọng nói của Diệp Liên. Vô địch kim thân vừa xuất hiện, độc cô liệt lập tức biến sắc, hơi thở của ngươi. Sao có thể? Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên phóng người nhảy một cái lên trên đỉnh đầu độc cô liệt, một khắc sau, hắn đột nhiên nện một quyền xuống. Độc Cô Liệt vung tay phải lên, một sức mạnh cường đại lập tức bùng nổ. Âm! Uhm. Nương theo cú đấm này của Diệp Huyên, cả người Độc Cô Liệt lập tức lui ra xa gần trăm trượng. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt hai người Ngôn Giới và Cổ Thông lập tức thay đổi, trong lòng hai người đều có chút khiếp sợ, phải là sợ đến mức không có gì sánh nổi. Đây là bí kỹ gì? Phải biết rằng Độc Cô Liệt hơn Diệp Huyên tận hai cảnh giới một quyền đánh bay độc cô liệt, Diệp Huyên cũng không dừng lại, thân hình hắn rung lên, lập tức hóa thành một luồng kiếm quang sông về phía độc cô liệt. Nhanh! Vô cùng, vô cùng nhanh! Khi đến trước mặt độc cô liệt, Diệp Huyên rút kiếm ra chém. Rút kiếm định sinh tử. Sau khi sử dụng vô địch kim thân, uy lực của chiêu kiếm này tăng lên gấp mấy lần so với trước. Mà đối mặt với chiêu kiếm này, trong mắt của độc cô liệt co lại, trong đấy ánh lên vẻ khó thể tin được. Diệp Huyên khiến lão quá khiếp sợ. Như lần này, chiều kiếm này đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi phá không cảnh, không đúng, phải là vượt khỏi cả nguyên cảnh, có thể nói, nó đã đạt đến cảnh giới vô thượng. Mà Diệp Huyên sử dụng chiêu kiếm này lại chỉ mới là phá không cảnh. Đối mặt với chiêu kiếm này, độc cô liệt không dám khinh thường, lão lui về sau một bước nhỏ, ngay sau đó lòng bàn tay phải úp xuống dưới một khắc sau lão đột nhiên hất tay lên cú hất này như thể đảo ngược cả không gian không gian vòng xoáy kia trong nháy mắt đã nhấn chìm chiêu kiếm của diệp huyên im lặng trong chốc lát ầm uhm. cơ thể diệp huyên hơi run lên hắn xoay người lại cách đó không xa một người đàn ông trung niên cầm một sợi xích sắt trong tay mà đầu kia của sợi xích là diệp liên đang bị trói chặt nhốt trong lồng sắt khi thấy cảnh này, toàn thân Diệp Huyên lập tức thấy trống rỗng. Đau. Chương 842, bọn chúng không thể sống. Giờ khắc này, lòng Diệp Huyên đau như bị kim đâm. Mục tiêu cả đời này của hắn chính là hy vọng có thể bảo vệ muội muội thật tốt, để muội muội sống vui vẻ, cho cô bé một cuộc sống không sầu lo. Nhưng mà muội muội hắn lại cứ phải chịu loại đau khổ hết lần này đến lần khác. Hận hắn giờ phút này hận nhà họ độc cô càng hận bản thân bất tài giết hắn giờ phút này muốn giết người muốn giết tất cả mọi người xung quanh muốn giết tất cả người nhà họ độc cô nhưng vẻ mặt hắn lại vô cùng bình tĩnh không chút gợn sóng bởi vì hắn biết hắn càng tỏ ra quan tâm liên nhi thì cô bé càng gặp nguy hiểm độc cô huyên ở bên cạnh diệp huyên khi trông thấy tiểu liên nhi cũng ngây người ra sau một khắc, sắc mặt của bà ấy trở nên lạnh lẽo, sát ý nồng động tụ lại trong đáy mắt. Mà người đàn ông trung niên bên cạnh Diệp Linh chính là gia chủ nhà họ độc cô độc cô liên. Độc cô liên liếc nhìn Diệp Huyên, cười nói, dựa theo bối phận, người phải gọi ta một tiếng cửu cửu. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, lúc ta ở Bắc Vực cũng từng nghe nói đến nhà họ độc cô, nhà họ độc cô dù gì cũng là một trong ba thế gia lớn ở thiên vực, sao nào, muốn dùng một bé gái làm con tin để ép người không thấy mất mặt nghe thấy lời diệp huyên độc cô liên cười khẽ ép người cháu trai à ta phải thừa nhận thiên phú của ngươi quả không tệ không hổ mang trong mình dòng máu của nhà họ độc cô nhưng mà ngươi đánh giá bản thân mình cao quá đối với ngươi chúng ta khinh thường việc dùng con tin ép buộc nói đến đây ông ta nhìn về phía độc cô huyên muội muội ngoan của ta vốn dĩ chuyện không cần phải đến bước đường này đáng tiếc là năm đó ngươi cứ khư khư cố chấp bây giờ ngươi hối hận chưa độc cô huyên nhìn thẳng vào độc cô liên chưa bao giờ hối hận độc cô liên đây là chuyện của nhà họ độc cô chúng ta và nhà họ cổ thả huynh muội chúng đi đi độc cô liên lắc đầu bọn chúng không thể sống nói xong ông ta quay sang môn giới và cổ thông cách đó không xa hai vị đây là chuyện riêng nhà họ độc cô hai vị đừng dính vào chuyện lùm xùm này nhé cổ thông khẽ lắc đầu đây không chỉ là chuyện nhà họ độc cô đó cũng là chuyện nhà họ cổ ta gia chủ độc cô huynh thấy sao độc cô liên trầm ngâm sau đó gật đầu cũng được có các hạ ở đây vừa khéo cho nhà họ cổ thấy thái độ của chúng ta với bọn chúng ra sao diệp huyên lại nói nếu ta chết sẽ có người lập tức đem bảo vật đó đến vị ương cung khi đó ta cũng muốn biết nhà họ độc cô có dám đến vị ương cung đòi đồ không. Độc cô liên cười bảo, người đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyên lắc đầu, giao dịch đi, thả mẫu thân và muội muội ta ra, ta sẽ ở lại đây, chỉ cần hai người an toàn, ta sẽ dâng bảo vật bằng hai tay. Độc cô liên cười khẩy, người nghĩ ta sẽ tin ngươi. chương 843, Độc cô liên. Nói xong, ông ta liếc nhìn diệp liên trong lồng sắt cười nói không phải ngươi rất quan tâm muội muội của mình sao ngược lại ta muốn xem thử ngươi có quan tâm thật hay không lời nói vừa dứt tay phải ông ta vung về phía diệp liên trong nháy mắt một dòng điện đã xuất hiện trong lồng sắt xeo 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 thân thể diệp liên lập tức run rẩy kịch liệt độc cô liên diệp huyên ở phía xa bỗng lao đến một tia kiếm quanh mạnh mẽ chém thẳng về phía độc cô liên độc cô liên cười lạnh một tiếng tay phải nhẹ nhàng vung lên ầm uhm. tia kiếm quang kia lập tức bị nghiền nát cùng lúc đó diệp huyên bị dội ngược về phía sau lùi hơn trăm trượng mà lúc diệp huyên bị đánh lùi độc cô huyên đột nhiên biến mất một khắc sau vô số bạch quang xông về phía độc cô liên như muốn nuốt chửng ông ta độc cô liên cười lạnh cũng chỉ búng tay nhẹ một cái về phía trước, cái búng tay này vừa ra, không gian lập tức chấn động như sóng nước gợn từng cơn. Trong nháy mắt, những tia bạch quang kia đã biến mất không thấy đâu. Lời nói vừa dứt, một cái tháp màu vàng đã xuất hiện trên người hắn, nương theo sự xuất hiện này, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên phóng ra khắp bốn phía. Mà đây chỉ là thứ đầu tiên, chốc lát sau, toàn bộ trang phục chư thần xuất hiện trên người Diệp Huyên. Sau khi mặc xong bộ chư thần này, hơi thở cả người Diệp Huyên đột nhiên xảy ra sự biến hóa long trời lỡ đất. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Chương 844, giết trong nháy mắt. Cho dù là đám người Độc Cô Liệt ở cảnh giới vô thượng cũng thấy kinh hãi, bởi vì trên người Diệp Huyên tản ra một hơi thở mạnh mẽ, khiến bọn họ phải khiếp đảm. Hơi thở này đã vượt ra khỏi cảnh giới vô thượng. Cho dù là Độc Cô Liên Giờ khắc này vẻ mặt cũng có chút nghiêm nghị, Diệp Huyên lúc này đây mang đến cho lão ta một cảm giác nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyên ở phía xa xa nở nụ cười giữ tận, chết đi cho ông. Vừa dứt lời, hắn nhẹ nhàng giẫm chân một cái. Xoẹt. Giữa không trung, một tia kim quang chợt lóe lên. Nhanh. Nhanh đến mức mọi người đều không nhìn rõ được tia kim quang này mà Độc Cô Liên cũng phải biến sắc, bởi vì ông ta cũng không nhìn rõ được tia kim quang đấy, khi ông ta kịp phản ứng lại thì một hơi thở cường đại đã bao trùm lấy ông ta. Ầm. Uhm. Một tiếng nổ lớn vang lên, một bóng người bị hất bay ra ngoài. Bóng người đó chính là Độc Cô Liên. Mà trong lúc bay lùi ra kia, thân thể Độc Cô Liên bắt đầu nứt ra từng chút một, đến khi ông ta dừng lại thì chỉ còn ở thể linh hồn. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngứa người. Gia chủ nhà họ độc cô, độc cô liên cứ vậy bài trận. Mà độc cô liên đã thành thể linh hồn cũng thấy đầu óc mình trống rỗng, ông ta khó tin mà nhìn Diệp Huyên ở đối diện, ngươi. Đó là trang bị gì? Lúc này đây, Diệp Huyên đã đi tới trước lồng sắt Diệp Liên, nhìn Diệp Liên đã hôn mê ở bên trong, sát khí quanh thân Diệp Huyên lại cuộn trào như thủy triệu. Giết! Diệp Huyên hít sâu một hơi, chăm sóc con bé nhé. Lời vừa dứt, hắn xoay người vào thẳng về phía độc cô liên, thấy cảnh này, độc cô liên đã thành thể linh hồn phải biến sắc, ông ta lui về sau, nhưng đúng lúc này, độc cô liệt cùng ba cường giả nhà họ độc cô đã chắn trước mặt Diệp Huyên. Đều là cảnh giới vô thường. Diệp Huyên không hề phí lời, chém một kiếm ra. Lúc này, toàn thân hắn đều có một cỗ sức mạnh thần bí tụ lại, Chiêu kiếm vừa chém ra, như thể muốn chém đôi cả đất trời này vậy, vô cùng đáng sợ. Ba người Độc Cô Liệt hoàn toàn tái mặt, cả ba đều không dám khinh thường, đồng loạt ra tay, ba luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa cùng lúc đánh về phía Diệp Huyên. Nhưng khi chiêu kiếm của Diệp Huyên vừa đến, ba luồng sức mạnh kia lập tức hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, Độc Cô Liệt cầm đầu đã bị tách nửa cơ thể, ngay cả linh hồn cũng không giữ lại được thấy cảnh này, sắc mặt đám người cổ thông cách đó không xa tái nhợt đi, vội vàng thối lui về sau. Diệp Huyên xoay người nhìn đám cổ thông cách đó không xa, lão đang muốn nói chuyện thì Diệp Huyên đã thả người nhảy đến, chém một kiếm ra. Một tia kiếm quang màu vàng lấp lánh hạ xuống từ trên trời. Không thể đỡ. chương 845, mắc nợ. Đây là ý nghĩ cuối cùng của cổ thông. Xoẹt, ngôn tình hài. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, thân thể Cổ Thông đã bị chém làm đôi, linh hồn cũng bị tiêu diệt. Sau khi một chiêu chém chết Cổ Thông, Diệp Huyên lại xoay người tung thêm một chiêu, kiếm vừa ra, một luồng kiếm quang lóe lên giữa không trung. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hơn 20 nguyên cảnh ở xung quanh đều bị chém chết trong nháy mắt, không ai may mắn thoát khỏi. Mà hiện tại chỉ còn lại một người, là ngôn giới của nhà họ Ngôn. Diệp Huyên nhìn về phía Ngôn Giới, định ra tay. Thấy thế, Ngôn Giới biến sắc, vội nói: "Diệp tiểu hữu, nhà họ Ngôn ta không có ác ý với các hạ." Tay phải Diệp Huyên nắm cán kiếm, như đang do dự. Ngôn Giới lại vội vã nói: "Tiểu hữu, nhà họ Ngôn ta thật sự không có ác ý với cậu." Diệp Huyên trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói: "Ta với nhà họ Ngôn cũng không có ác ý gì, các hạ đi đi." Nghe thế, ngôn giới mới thở phào nhẹ nhõm như nghĩ đến điều gì ông ta vội nói tiểu hiếu lần này nhà họ cổ và nhà họ độc cô sẽ không chịu để yên đâu phải cẩn thận đấy nói xong ông ta xoay người rời đi sau khi ngôn giới rời đi diệp huyên im lặng một chốc sau đó mới đến trước mặt diệp liên và độc cô huyên chúng ta đi thôi lúc này độc cô huyên nói về vô gian luyện ngục đã Diệp Huyên nhìn về phía Độc Cô Huyên, vì sao ạ? À? Độc Cô Huyên nói, có trốn cũng không trốn xa được. Nhà họ Độc Cô và nhà họ Cổ sẽ không để yên, hơn nữa bây giờ con cần chữa thương mà đúng không? Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó gật đầu, vậy thì về Vô Gian luyện ngục. Nói xong, hắn nhìn Diệp Liên, con bé sao rồi ạ? À? Độc Cô Huyên nhẹ nhàng vuốt ve gò má Diệp Liên, vẫn ổn, nguyên thần hơi bị tổn thương. Diệp Huyên nắm chặt hai tay lại, con sẽ không bỏ qua cho nhà họ độc cô. Nói xong, hắn bế Diệp Liên lên, đi vào vô gian luyện ngục. Độc cô Huyên vội vàng đi theo. Chẳng mấy chốc, cả ba đã đến tầng thứ 8 của vô gian luyện ngục. Mà vừa đến tầng 8, trang phục chư thần trên người Diệp Huyên lập tức biến mất không thấy đâu. Ngay sau đó, cả người Diệp Huyên ngã gục về phía sau. Cùng lúc đó, Cả người Diệp Huyên bắt đầu run rẩy kịch liệt, cơ thể không ngừng vang lên tiếng răng tắc như đang nứt ra. Độc Cô Huyên bên cạnh Diệp Huyên thay đổi sắc mặt, bà ấy vội vàng ôm lấy Diệp Huyên, nhìn Diệp Huyên đang vô cùng đau đớn, Độc Cô Huyên lại rơi nước mắt. Mắc nợ. Bà ấy mắc nợ Diệp Huyên và Diệp Liên, vì biết bao năm nay, bà ấy không làm tròn trách nhiệm của một người làm mẫu thân. Đặc biệt là bây giờ, vì bà ấy mà khiến hai huynh muội tai bay vạ gió. Chương 846. Nhìn hai huynh muội nằm trên đất, Độc Cô Huyên khóc không thành tiếng. Hai huynh muội cứ thế nằm yên trong lòng Độc Cô Huyên. Ở một vùng tinh không vô tận, một cô gái váy trắng lặng lẽ bước đi, đi vào một vùng đen kịt. Ở trong đó, vẻ mặt cô gái váy trắng không chút cảm xúc, chậm rãi bước đi. Không biết đã bao lâu trôi qua, cô gái váy trắng đột nhiên dừng lại. Trước mặt nàng ấy có một cánh cửa. Cánh cửa này yên lặng lơ lửng ở đó, trên cửa có một chữ đạo. Cô gái váy trắng đi tới trước cửa, lúc này, một giọng nói vang lên từ bên trong, dừng lại. Nàng ấy ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa kia, bên trong vang lên một giọng nói, người lấy thân thể người phàm đi đến nơi này, thật sự quá khó tin cô gái váy trắng nhìn cánh cửa kia nhẹ giọng đáp vũ trụ mịt mờ vô cùng vô tận trên con đường này ta đã gặp rất nhiều rất nhiều người và chuyện kỳ lạ người nói xem vũ trụ này có điểm cuối không giọng nói ở bên trong vang lên nếu muốn biết có điểm cuối không thì phải đến ngũ duy giới cô gái váy trắng lắc đầu chuyện đời chưa xong không muốn đi bên trong âm thanh kia nói người nên biết nếu người buông xuống chấp niệm trong lòng người sẽ hoàn toàn vượt qua giới này, vượt qua đảo. Cô gái váy trắng cười khẽ, đại đạo, trường sinh. Nói xong, nàng ấy lắc đầu, không bằng một sợi tóc của hắn. Bên trong im lặng. Cô gái váy trắng xoay người rời đi, như nhớ đến điều gì, nàng ấy đột nhiên vung tay phải lên, một tia kiếm quang lơ lửng trên cánh cửa kia. Cô gái váy trắng chậm rãi đi về phía xa. Cùng lúc đó, giọng nói của nàng ấy vẫn truyền tới. Chẳng mấy chốc, cô gái váy trắng đã đi ra khỏi vùng đất đen kịt kia, nàng ấy ngẩng đầu nhìn lên tinh không, hai phân thân vô cớ biến mất, chắc hẳn có liên quan đến ngươi, rốt cuộc ngươi ở đâu ta đã sắp không áp chế được cảnh giới của mình rồi. Một lát sau, nàng ấy chậm rãi biến mất ở tinh không vô tận. Vô gian luyện ngục Trong tầng thứ 8, Diệp Huyên cảm thấy đầu óc mình rất mơ màng, rất nặng nề. Tỉnh rồi à! Lúc này, một giọng nói vang lên bên tai hắn. Giọng nói của Độc Cô Huyên. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, sau đó đứng lên, hắn vội vã nhìn về phía Diệp Liên trong lòng Độc Cô Huyên, con bé vẫn chưa tỉnh sao? Lúc này, Độc Cô Huyên đột nhiên nói, "Huyên Nhi, con đã luyện hóa bảo vật trong nhẫn chứa đồ này rồi à?" Diệp Huyên gật đầu, nó đã nhận con làm chủ rồi. Độc Cô Huyên nhìn Diệp Huyên, im lặng, "Sao thế?" Diệp Huyên hỏi. mươi 847, đừng trêu vào nó. Độc cô Huyên nhẹ giọng nói, đó không phải thứ bình thường, lai lịch cực kỳ thần bí, con có được thứ này, cũng không biết cuối cùng là phúc hay họa. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, mẫu thân không biết lai lịch của thứ này sao? Độc cô Huyên lắc đầu, thứ này là ta tình cờ có được. Nói đến đây, bà ấy không nói tiếp nữa. Diệp Huyên thấy bà ấy không muốn nhiều lời nên cũng không hỏi tiếp chuyện này. Độc Cô Huyên lại nói, thật ra nếu thứ này ở trong tay nhà họ Độc Cô thì chắc chắn không phải chuyện tốt với nhà họ Độc Cô. Có quá nhiều người muốn có được thứ này, nếu ở trong tay nhà họ Độc Cô, e rằng nhà họ Độc Cô sẽ gặp tai họa ngập đầu. Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, thật ra nếu không phải có cô gái bí ẩn, không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi. Thứ này người bình thường hoàn toàn không thể có được. Lúc này, độc cô Huyên nhìn Diệp Huyên, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, một giây sau, sắc mặt hắn thay đổi. Hơi thở của cao thủ. Độc cô Huyên nặng nề nói, bọn họ đến. Diệp Huyên xa sầm mặt, bây giờ con vẫn chưa khỏe. Nói đến đây, hắn quay đầu nói, đi tầng thứ 9. Không được, Độc Cô Huyên vội ngăn cản, không thể đi đến tầng thứ 9 được. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Độc Cô Huyên trầm giọng nói, tầng thứ 9 này là vùng đất cấm, dù là cao thủ đứng đầu ba gia tộc lớn cũng không dám tùy tiện bước vào. Diệp Huyên trầm giọng nói, người có biết có cái gì ở đấy không? Độc Cô Huyên nhìn Diệp Huyên, không biết, nhưng tầng thứ 9 là một nơi cấm kỵ với ba gia tộc lớn. Hơn nữa trong ba gia tộc còn nghiêm cấm không cho người trong tộc bước vào tầng thứ 9. Diệp Huyên cười khổ, bây giờ thương thế của con chưa hồi phục, nếu đi ra ngoài thì sẽ chết chắc, nếu đi xuống thì còn có chút hy vọng sống. Độc Cô Huyên im lặng. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đi xuống thôi, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Độc Cô Huyên im lặng một lát, sau đó gật đầu. Cứ thế, ba người đi tới tầng thứ 9. Sau khi tiến vào tầng thứ 9, Diệp Huyên và Độc Cô Huyên đều hơi ngạc nhiên, vì nơi này quá yên tĩnh, xung quanh còn trống rỗng. Không đúng. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn quanh, thấy một con vật nhỏ nằm trong góc phía xa, nó trông giống chó, có hai cái đuôi nhỏ, lúc này đang ngủ say như chết. Trông rất đáng yêu. Nhưng Diệp Huyên và Độc Cô Huyên lại cực kỳ đề phòng. Thứ xuất hiện trong tầng thứ 9 này sao có thể đơn giản được? giản tự tại khẳng định, nguy hiểm hơn người bên ngoài. Khóe miệng Diệp Huyên giật giật, hắn vội kéo độc cô Huyên đi về một hướng khác, cách xa con yêu thú kia. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó lấy một đống tử hỏa tinh ra bắt đầu điên cuồng hấp thụ. Hồi phục, chương 848, tầng thứ 9. Việc hắn phải làm bây giờ là mau chóng chữa lành vết thương của mình. Còn độc cô Huyên thì ôm Diệp Liên ngồi yên ở một bên, Bà ấy cứ nhìn Diệp Huyên như thế, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Diệp Liên, ánh mắt thỏa mãn. Trong tầng thứ 8, lúc này có 5 cao thủ cảnh giới vô thượng tập trung trong này, dẫn đầu là một ông lão mặc áo vải đay, ông ta cầm một cái quải đen nhánh, trên đầu quải có một con rắn đen to bằng cánh tay quấn quanh. Người này chính là gia chủ đời trước của nhà họ Độc Cô Độc Cô Phong. Độc Cô Phong nhìn lối vào tầng thứ 9, có lẽ hắn đã xuống đó rồi. Một ông lão phía sau Độc Cô Phong trầm giọng nói, nếu thật sự đi xuống, e rằng cả hài cốt cũng không còn. Độc Cô Phong lắc đầu, chưa chắc. Nói xong, ông ta im lặng một lát, sau đó hỏi tiếp, hắn thật sự yêu nghiệt như thế sao? Ông lão nặng nề nói, dù hắn sử dụng ngoại vật, nhưng thực lực của bản thân hắn cũng không thể khinh thường, hơn nữa hắn còn rất có thiên phú kiếm đạo. Nói đến đây, lão ta dừng lại, sau đó lại nói, nếu tin tức không sai, có lẽ hắn đã được bảo vật kia giúp đỡ, cho nên mới có thành tựu như bây giờ. Độc Cô Phong gật nhẹ đầu, nếu không có bảo vật này giúp đỡ, chắc chắn hắn sẽ không có thành tựu như thế này. Bảo vật này, nhà họ Độc Cô ta nhất định phải giành được. Ông lão nói, nhà họ Cổ và mấy thế lực khác cũng đã biết chuyện Diệp Huyên có bảo vật trong người rồi, bây giờ dù bọn họ không hành động, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lúc này e rằng nhà họ độc cô ta cũng đã bị cuốn vào trong vòng xoáy. Độc cô Phong nhìn ông lão, độc cô Minh, ông muốn nói gì? Ông lão tên độc cô Minh đáp, tôi cho rằng, lúc này nhà họ độc cô ta nên rút khỏi chuyện này. Độc cô Phong nhíu mày, rút khỏi chuyện này. Độc cô Minh gật đầu, chúng ta từ bỏ Diệp Huyên này, tạm thời thu tay, mà chúng ta thu tay, chắc chắn đám người ở trong bóng tối kia sẽ ngồi không yên, chắc chắn bọn họ sẽ ra tay, khi đó chúng ta sẽ có thể ngồi đợi ngư ông đắc lợi. Mà nếu bây giờ chúng ta ra tay, người khác sẽ trở thành ngư ông đắc lợi. Hơn nữa Diệp Huyên cũng không đơn giản, muốn đối phó với hắn, e rằng cũng phải trả giá. Độc Cô Phong lắc đầu, không được, nếu chúng ta thua tay, người khác ra tay, bảo vật này rơi vào tay người khác, chúng ta còn lấy về được à? Bây giờ ở trong tay Diệp Huyên, mà Diệp Huyên còn có dòng máu của nhà họ Độc Cô chúng ta ra tay danh chính ngôn thuận, có lý lẽ. Độc cô Minh còn muốn nói thêm gì, nhưng độc cô Phong lại lắc đầu, nhà họ độc cô ta không thể nhường bảo vật này được, dù phải trả giá cũng không thể nhường. Độc cô Minh khẽ thở dài, Phong Huynh, thật ra không cần làm ẩm ý đến mức này. Dù gì Diệp Huyên này cũng là một nửa người nhà họ độc cô ta, hắn có thiên phú cao như vậy, tiến vào nhà họ độc cô cũng là chuyện tốt với nhà chúng ta mà, không phải sao? Sắc mặt Độc Cô Minh thay đổi, đang muốn cất lời thì Độc Cô Phong lắc đầu, "Yên tâm, nếu ta đã muốn đi, thế giới này không có mấy nơi có thể giữ chân được ta đâu." Nói xong, ông ta đi đến tầng thứ 9. Tầng thứ 9, chương 849, phải do ta làm chủ. Độc Cô Phong vừa mới đi vào đã gặp được ba mẹ con Diệp Huyên. Ông ta nhìn vào Độc Cô Huyên, sau đó nhanh chóng chuyển sang Diệp Huyên nhìn diệp huyên ngồi xếp bằng dưới đất vẻ mặt ông ta khá phức tạp vì người trước mặt là cháu ngoại của ông ta độc cô huyên bên cạnh diệp huyên đứng lên bà ấy lạnh lùng nhìn độc cô phong trong mắt không có chút tình cảm nào độc cô phong nhìn độc cô huyên hơi thở dài nhà đầu năm đó nếu không phải con cố chấp sự việc sao có thể ẩm ý đến mức này chứ độc cô huyên cười khẽ cố chấp Ông biết ta có người trong lòng còn muốn gả ta cho nhà họ cổ, ông có suy nghĩ đến cảm nhận của ta không? Độc cô Phong nặng nề nói, con thân là trưởng nữ của tộc trưởng, mang ơn gia tộc, nên giúp ích cho gia tộc. Độc cô Huyên lắc đầu, cuộc đời độc cô Huyên ta, phải do ta làm chủ. Độc cô Phong nhìn chằm chằm độc cô Huyên, con tự làm chủ. Con có biết quyết định của mình năm đó đã suýt khiến cả gia tộc không thể trở mình không? Độc cô Huyên cười khẽ, gia tộc hèn nhát, nhà họ cổ muốn bắt nạt thế nào cũng được, dù gả ta đi thì vẫn không thay đổi được bất cứ chuyện gì. Giã tâm của nhà họ cổ rất lớn, lớn đến mức bỏ họ sẽ không dừng tay vì một cô gái. Ông không nhìn ra điều này hay sao? Không đúng, có lẽ ông nhìn ra, ông là muốn lợi dụng ta, nghĩ có thể bớt lúc nào hay lúc đấy, đúng không? Sắc mặt độc cô Phong lạnh lùng, không gả cho nhà họ cổ, nhưng nam nhân kia cho con cái gì? Con bị nhốt đến bây giờ, nam nhân kia đâu? Độc cô Huyên nhẹ giọng nói, chàng ấy chưa từng phụ lòng ta. Độc cô Phong lạnh lùng nói, ngu dốt. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất ở cách đó không xa, bảo nó đưa báu vật kia ra, ta có thể tha tội chết cho ba người. Độc cô Huyên cười khẽ, phụ thân, tính cách của ông ta có thể không rõ à? Dù Huyên Nhi có giao ra không, ông và nhà họ độc cô cũng sẽ không bỏ qua cho thằng bé, đúng không? Độc cô Phong lạnh lùng nói, nó phá hoại thân thể của ca ca con. Còn tuyên bố muốn tiêu diệt nhà họ độc cô ta, đây là con trai ngoan của con đó sao? Độc cô Huyên lắc đầu, nhà họ độc cô đối xử với hai huynh muội chúng nó và ta thế nào, ông không biết sao? Độc cô Phong nhẹ giọng hỏi, nói vậy nghĩa là không còn gì để bàn nữa đúng không? suốt lời, Ông ta xoay tay phải, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Mà Độc Cô Phong cũng không nhìn thấy vị trí Diệp Huyên đang đứng lúc này, vị trí hắn đang đứng là hướng con yêu thú nhỏ kia. Sau khi hơi thở đó xuất hiện, Diệp Huyên hoàn toàn không ngăn cản, để hơi thở đó đánh lên người mình. Ầm. Uhm, Chương 850, vô cùng yêu nghiệt. Diệp Huyên bị đánh bay, nhưng hơi thở còn lại lại đánh lên con yêu thú nhỏ có điều con yêu thú nhỏ kia không hề bị ảnh hưởng, ngược lại, hơi thở của độc cô Phong lập tức biến mất không còn tâm hơi. Phía xa, độc cô Phong ngây người. Còn Diệp Huyên thì đề phòng dẫn độc cô Huyên và Diệp Liên lùi sang một bên. Lúc này, con yêu thú nhỏ kia đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt nó là một màu đen kịt. Yêu thú nhỏ nhìn thẳng về phía độc cô Phong, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, trực giác cho ông ta biết con yêu thú trước mắt rất nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Độc cô Phong nhìn chầm chầm con yêu thú kia, mà con yêu thú kia cũng đang nhìn ông ta, nhưng nó lại nhanh chóng nhắm mắt lại. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên ngây người, sao yêu thú này không ra tay. Độc cô Phong cũng thở phào nhẹ nhóm, ông ta vô cùng kiêng rẻ con yêu thú không rõ lai lịch này. Vì ông ta chưa từng đến vào tầng thứ 9 này. Độc cô Phong quay đầu nhìn Diệp Huyên, cũng biết tính toán đấy, tiếc là cũng vô dụng thôi. Nói xong, ông ta vung tay về phía Diệp Huyên từ xa, một sức mạnh thần bí lập tức bao phủ lấy Diệp Huyên. Mạnh! Tay phải của Diệp Huyên nắm chặt chuôi kiếm bên hông, thực lực của độc cô Phong trước mắt mạnh hơn độc cô Liên kia không biết bao nhiêu lần. Dùng vô địch kim thân hoặc trang phục chư thần có lẽ có thể ngăn cản, nhưng với tình huống của hắn bây giờ thì hoàn toàn không ngăn được. Chỉ là lúc này, không chặn được cũng phải chặn. Diệp Huyên tiến lên một bước, sau đó rút kiếm chém xuống, chiêu kiếm chém ra, xung quanh lập tức vang lên âm thanh chói tai như có thứ gì đó bị chém rách. Nhưng chiêu kiếm này của Diệp Huyên còn chưa chém tới thì hắn đã bay ra ngoài, cuối cùng đập mạnh lên vách tường. Độc Cô Phong nhìn Diệp Huyên, trong mắt tràn đầy sát khí. Yêu Nhiệt thiên tài thế này, nếu không tiêu diệt sau này chắc chắn sẽ là một tai họa dù người trước mắt là cháu ngoại ruột của ông ta độc cô phong chậm rãi siết chặt tay phải một sức mạnh lập tức tập trung trên nắm đấm diệp huyên đang muốn ra tay độc cô huyên chợt chặn trước mặt hắn bà ấy làm ra một thủ ấn kỳ lạ một tấm chắn mỏng xuất hiện trước mặt hắn cùng lúc đó vô số quầng sáng trắng đột nhiên tập trung sau đó tạo thành vô số vòng xoáy nhỏ màu trắng Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 36.